ở đây lâu chưa? Mấy chục năm rồi hả? Vậy là buôn bán từ đó tới giờ luôn nha. Anh buôn bán ở đây lâu chưa? À giờ chắc cỡ chục năm rồi ha. Tư ha, à hai cái đến chợ 14.000 á, mua cá thác lát của chị Tư nha, được đặc biệt là bỏ vào hộp luôn. Đây, từ đó giờ em ít có thấy người nào bỏ vào hộp lắm, bỏ vào bọc thì nhiều. Đây là lần đầu tiên luôn. Đây, mọi người di chuyển bằng xuồng nè, đến đi chợ nè, có thể đi chợ hoặc có thể. Lần đầu tiên cho phép miền Tây sông nước xin gửi lời chào trân trọng đến toàn thể tất cả các cô chú, các anh chị và các bạn. Lời chúc sức khỏe và lời chào trân trọng nhất nha. Thì hiện tại miền Tây sông nước đang có mặt tại chợ 14.000 nha quý vị. Chợ 14.000 thì thuộc xã Vị Thanh, huyện Vị Thủy của tỉnh Hậu Giang. Đây là quang cảnh phía trước. Hiện tại em đang đứng ngay chỗ khu vực nông sản nha quý vị. Mọi người buôn bán ở đây rất là đông nè. Quý vị có thể thấy nha. Đây là vị trí đầu tiên ở chợ nông sản, em đang đứng đây. Mọi người đang buôn bán nha, ở đây bán thủy sản, hải sản nè, gia cầm, vịt rồi nè, rất là nhiều. Quý vị có thể thấy nha. Dạ rồi, hôm nay mình đi tham quan chợ 14.000 cùng với em nha quý vị. Và cái thưa quý vị, hiện tại em đang đứng phía trước đây chính là cái cổng 14 nè. Em sẽ đi vào trong chợ. Đây là cổng 14 nha. Em sẽ bắt đầu đi vào trong chợ từ hướng này. Đây là cổng. Đây là quang cảnh của một cái kinh nhỏ, kinh 14 nha. Đây. Thì ở Hậu Giang nổi tiếng đó chính là kênh Sà No. Đây. Rất là rộng lớn nha quý vị. Bây giờ mình sẽ đi vào khu vực của nông sản, thủy hải sản nè, rồi bán gà, vịt, gia cầm nha quý vị. Đây, mình sẽ đi vào chợ nha. Hôm nay có dịp ghé Hậu Giang, xứ ngàn, mình sẽ cùng nhau đi tham quan chợ 14.000 nha. Ok, quý vị có thấy hình ảnh sông nước không?
đặc biệt là khu vực Hậu Giang là nơi có sâm ngòi rất là dày đặc. Khi em đi di chuyển trên đường 4 tổng 1.000 đó quý vị, thì cái lượng kênh và các con sông nó rất là nhiều. Cái lượng phù sa về đây bồi đắp rất là tốt, giúp cho việc trồng cây ăn trái nè rất là phát triển. Để quý vị có thể thấy nha, đây, mọi người buôn bán ở đây rất là đông nè. Gia súc, gia cầm, gia cầm nha quý vị. Mọi người buôn bán gia cầm ở đây rất là nhiều nha. Đây, khi mọi người mua tại đây thì có thể làm cho quý vị luôn, làm hay từ miền Nam gọi là mần đó. Từ miền Nam gọi là mần, làm gia súc gia cầm cho gia súc cho quý vị luôn. Bây giờ em sẽ di chuyển em di chuyển vào phía trong này tí xíu đi ha, rồi em sẽ quay cho quý vị xem hình ảnh phía bên ngoài. Ở phía trong này có một số anh chị bán đồ tươi nè nha. Dạ em chào chị. Chị gái cho em quay thủy sản chút xíu nha chị gái. Dạ cho em quay hải sản xíu nha. Dạ dạ. Đây. Đây là cá điêu hồng nha vị. Đây. 25 ngàn. Đây. Quý vị có thể thấy đang thổi oxy. Phía bên đây thì cá hú nè. Đây là cá hú nha vị. Đây, em qua đây đi, cảm ơn anh trai nha. Cá rô nữa vậy, thấy cá rô to không? Đây, vì có thấy cá rô to không? Khi mà đây thì có cá lóc nè. Hôm nay miền Tây sông nước có dịp về xứ Ngàn nha, để quay cho quý vị xem. Đây. Phía bên đây chị có bán cái gì đây, em qua đây quay cho quý vị xem nè. Chị có bán tôm còn sống thở oxy luôn. Vì thấy không, phía gian hàng này của chị luôn hả? Dạ. Đây chắc chả cá trôi quá chị. Cá mè hả? Dạ. Đây là mực nữa vị. Đây là hải sản nha. Phía bên đây quý vị có thể thấy mực rất là nhiều nè. Quý vị thấy mực không? Đây. Chị bán ở đây lâu chưa chị? Chị bán ở đây lâu chưa? Chắc cũng gần 10 năm rồi đó con. Gần 10 năm rồi ha. Là chợ mới thành lập đó. Ủa chợ mới thành lập đây 10 năm hả chị? Cả 10 năm đó con. Trước đó thành lập nằm ở đâu chị? Chợ cũ. Chợ cũ nha. Xã luôn ha. Thì cũng gần đây ha. Hôm nay có dịp về xứ Ngàn để quay cho mọi người xem. Ở dưới em nổi tiếng thì có xứ Miệt Thứ. Là sao? Ở dưới em thì có nổi tiếng là xứ Miệt Thứ. Thứ bảy, thứ ba rồi đó, chợ Miệt Thứ á chị. Hướng đi về Tắc Cậu á. Thì chợ là chợ Miệt Thứ cũng chia ra vậy đó. Ở dưới thì có bán ở dưới thì nuôi trồng thủy sản nhiều, là con tôm với con cua. Ở xứ Hậu Giang thì trồng cây ăn trái nhiều. Rồi vậy cảm ơn chị nhiều nha. Chúc chị lúc nào cũng mua may bán đắt. Kênh em là miền Tây sông nước. Chắc 1-2 ngày nữa em lên chị ơi. Cảm ơn chị nhiều nha. Ok giờ mình di chuyển qua phía bên đây quay cho quý vị xem những cái sạp đồ tươi nha quý vị. Cái từ sạp là từ của miền Tây nha quý vị. Còn từ gọi chung hay gọi đó chính là cửa hàng. Đây, em sẽ quay cho quý vị xem. Đây, ở phía bên trong em sẽ quay ở phía bên trong trước cho quý vị xem nha. Một số bà con tiểu thương đang bán rau củ quả nha. Đây. Anh chào anh. Anh cho em quay tí xíu rau củ quả nha anh trai. Đây có một cái đặc sản của Hậu Giang nè. Đây là khóm cò đúc đúng không anh? Đây là khóm cò đúc, em sẽ quay cho quý vị xem nha. Quý vị có thể thấy khóm cò đúc nha. Trên đường em đi, em sẽ nhắc lại một lần nữa, thì trên đường em đi á, đường 4 tổng 1.000 quý vị, thì có rất là nhiều kênh rạch sông ngòi
lượng kênh rạch sông Ngòi ở đây rất là dày đặc, nên cái lượng cù sa đổ về đây nó cũng khá là phong phú. Việc trồng cây ăn trái rất là phát triển, đặc biệt là cái kênh đào, kênh Sà No đó quý vị, nổi tiếng nhất ở đây. Bây giờ em sẽ quay rau củ quả cho quý vị xem nha. À, đây có bên này anh có bán rau nè, rau tươi lắm nè quý vị. Quý vị thấy rau tươi không? Xanh lách nè, rau thơm này ha, rau muống tàu nè, này rau má đây. Anh buôn bán ở đây lâu chưa? À giờ chắc cỡ anh chục năm rồi ha. À dạ. Nay có dịp ghé xứ Ngàn, đặc biệt là chợ 14 Ngàn. À, đây có bán bắp nữa nè quý vị, em sẽ quay bắp cho quý vị xem nha. Đây là cà chua nha quý vị. Này quý vị thấy cà chua. À, nếu quý vị hướng về phía trước á, thì quý vị sẽ gặp được cái kênh Sà No nha, nằm ở phía trước ngay đường lộ. Còn phía sau lưng chợ nông sản á, mình gọi cho dễ hiểu nha, chợ nông thủy sản nè, thì quý vị sẽ có phía sau đó chính là cái cống 14 ngàn. Ở đây khu vực ở đây sẽ kinh rất là nhiều nha quý vị. Đây quý vị có thể thấy. Dạ rồi, em cảm ơn anh nhiều nha. Ví dụ như muốn tới chợ 14 ngàn muốn mua rau củ quả thì liên hệ với anh Ma, anh gì? Thứ mấy anh, thứ mấy? Anh Bình hả? À dạ, đây là anh Bình nha quý vị. Ai đến chợ 14 ngàn có thể ghé vô chỗ anh Bình mua đồ tươi nha. Đây. Dạ dạ. Anh Bình thứ mấy? Mình nói giống miền Tây đi. Em thứ tư. Thứ tư hả? Dạ, ở dưới miền miền Tây quý vị là mình hay xưng hô bằng cái thứ quý vị. Anh 3, anh 4, anh 5, anh 6, anh 7. Rồi em cảm ơn anh nhiều nha. Rồi, cảm ơn anh Bình rất là nhiều. Rồi bây giờ mình di chuyển ra phía trước nha quý vị, để quay cho quý vị xem hình ảnh của bà con bán phía trước nha. Hiện tại em đang có mặt tại chợ 14 ngàn của tỉnh Hậu Giang nha quý vị. Đây. Rồi, ok. Bây giờ mình sẽ di chuyển quay cho quý vị xem nha. À đây. Dạ dạ. Dạ. Tại em... dạ dạ. Có gà dịch đang ngủ sẻ em không quay được. Gì nè, có máu á, úp lên nó không có cho quay không có được. Dạ, cảm ơn anh. Đây sẽ quay cho quý vị xem trước tiên em sẽ quay cho quý vị xem hình ảnh của một cái ghe xuồng nha. Đây, ghe xuồng trước đi nha. Ghe bà con đi chợ đến đây bằng xuồng nha, hay gọi là vỏ lãi đó. Ok, anh cho em qua đây xíu nha anh. Dạ. Yeah. À đây. À, mọi người có thể thấy nha. À, đây là kênh 14 ngàn nè. Đây, mọi người di chuyển bằng xuồng nè, đến đi chợ nè, có thể đi chợ hoặc có thể là buôn bán. À, tấp vào đây. À, vì thế không? À, bây giờ đây 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 em sẽ quay cho quý vị xem nha. Phía trước quý vị đó, trước cái cầu đó, đó chính là cái kênh Sà No đó quý vị. Đây, thấy không? Còn đây là rẽ nhánh vào trong. 14 ngàn nha, kênh 14 ngàn. Đây, rồi bây giờ mình di chuyển lên phía trên. Em sẽ quay cho quý vị xem nha. Đây có chị gái bán rau ngổ rất là tươi nè. Chị cho em quay rau ngổ tí xíu nha chị. Dạ. Đây là rau ngổ nha quý vị. Đây. Mần một con hả? Còn đây là ngò ôm nha. Quý vị thấy không? Dạ, đây. Đây là chị chủ nha. Cảm ơn chị nhiều nha. Chị bán rau không hả? Có bán gì khác nữa không? Dạ. Nay có dịp ghé xứ Ngàn. Dạ. Ở phía trước á, nãy em có biết giới thiệu quý vị rồi nha. Ở phía trước đó chính là kênh Sà No nha quý vị. Còn ở phía đây rẽ nhánh đó chính là chợ của kênh 14 ngàn. Ở đây có một cô bán mắm mà. Em cảm ơn chị. Dạ. Dạ, em chào cô. Dạ, cô bán mắm ha. Đây đây. Đây là cô bán mắm sặc nha. Mắm sặc. Bên đây là cá lóc, mắm cá lóc hả cô? Dạ.
À, để chị gái lấy cá xong đem quay cho quý vị xem hình ảnh mấy con cá trê nha. À dạ. Dạ chị gái. Đây là cá trê nha quý vị. À quý vị thông cảm nha, hiện tại em đang đứng ngay tại khu vực chợ, nó hơi hẹp á nên góc quay nó sẽ thay đổi rất là nhiều. À đây là cá trê không? Nó rất là to nha. Chào con trai. Yeah. Rồi, cảm ơn cô nhiều nha. À để con quay quay. Dạ dạ. À đây. Là chị gái mới nói chuyện và cười với em nè. À, sẽ quay chị gái tí xíu nha. Đây. Dạ. Đây chị gái bán mực nha quý vị. À đây. Mực nè. Rồi tôm tôm sú nè quý vị. À, thổi oxy luôn nha. Đây. À, tôm thổi oxy nữa nè. Dạ. À, rất là tươi ngon nha quý vị. Bên đây thì chị bán hải sản nè, còn có cá ngừ. À, cá thu nè. À, cá nục nha quý vị. Đây, à, đi theo. Phía trước đây thì chị bán có bán chân gà, cánh gà, đùi gà đây. Rồi cảm ơn chị nhiều nha. Dạ dạ. À, nếu chị lúc nào cũng mua may bán đắt. Rồi bây giờ em sẽ di chuyển qua đây quay chỉ bị xem cửa hàng cái sạp của anh trai mình ha. Đây. À, dạ. Quay đăng lên YouTube cho bà con ở trong nước với ngoài nước. Không có vấn đề đó, không quan trọng. Chỉ quay là cho bà con ở xa xứ á, là nhớ quê hương. Dạ. Nếu mà nói chợ cá mà lúc nào cũng sạch đi đâu còn là chợ cá nữa, thiệt. Đây quý vị, em quay lại chủ đề chính nha. Đây là anh chủ đây, anh đang lấy cá trê nè. Để sẽ quay cho quý vị xem cá trê nha. À, nay có dịp ghé xứ Ngàn để quay cho bà con xem. Quê của em thì ở Kiên Giang, nổi tiếng là nhà dùng miệt thứ đó, chắc chị biết mà đúng không? Dạ dạ. Ở đây thì xứ Ngàn nha. Đây là các đây là có tép nè. À, tôm sú chứ, tôm sú. Dạ. Cá trê vàng nuôi hả chị? À, dạ. Dạ dạ. Thời buổi này không còn ai phân biệt nuôi hay là đồng đâu. À, dạ. Đây đây là cá trê nha quý vị. À, đây. Đây anh chủ anh đang bán à. Dạ chào anh nha. Dạ thôi em cảm ơn anh nhiều nha, để cho anh buôn bán tiếp nữa. Dạ dạ cảm ơn anh. Đây, quý vị có nghe tiếng quý vị có nghe tiếng giò là giỏ không? Em miền Tây gọi là giỏ lãi đó. Đây. Chị gái ở phía sông đang lái sông kìa. À, lái dưới sông kìa. Đây. Thôi mình di chuyển lên phía trên nha quý vị. Cảm ơn chị nha chị. Dạ dạ. À đây. Ok mình đây quý vị có thể thấy không? Bà con đang buôn bán phía trước đó, dọc dài đó. Đây nha. Rồi mình sẽ di chuyển quay cho quý vị xem đó nha. Ở phía trong đây còn cũng còn chợ nữa nha quý vị. Đây. À quý vị có thể thấy nha. À, em sẽ nhắc lại một lần nữa nha. Em đang có mặt tại chợ 14.000 nha, của tỉnh Hậu Giang. À đây. À, hay còn gọi là xứ Ngàn nha quý vị. À, đây. Đây mọi người buôn bán ở đây rất là nhiều. Có chị gái bán một cái món đặc sản của tỉnh Hậu Giang, đó chính là cá thác lát, hay gọi là chả cá thác lát đây quý vị. À, đây em sẽ quay cho quý vị xem nha. Nếu em nhớ không nhầm thì thương hiệu này đã được đăng ký rồi đó quý vị, ở tỉnh Hậu Giang luôn. À, quý vị có thể có thể cho em biết thông tin không? À, nếu chính xác nha, cái này em chỉ nhớ không có chính xác. Đây là cá chả nha quý vị. Đây là thành phẩm, quý vị có thể thấy thành phẩm nha. Đây còn đây chính là cá tươi chưa có làm nha. Chợ cá thì lúc nào nó cũng phải vậy hết trơn đó chị. Dạ. Ở đây có chị gái ở đây rất là dễ thương nha quý vị. Này chị nạo tay hết luôn hả chị? Này chị nạo tay hết luôn ha. À dạ. Đây. À dạ. Đây là đặc sản của Hậu Giang. Mấy hôm trước em có nghe nói. Dạ. Ví dụ như cái thành phẩm xong hết trơn rồi, cái này mình có làm gì nữa không chị? À dạ. Cho cá làm thức ăn cho cá lại ha. À dạ. À, phía bên này chị có bán mấy con lươn nữa nè. À, lươn đồng, lươn nuôi luôn ha. À dạ. Quý vị có thể thấy lươn nha. Chị buôn bán ở đây lâu chưa? Dạ, chục năm không?
Vậy là thành lập chợ là chị đã bán đây ha. Dạ. Nay có dịp ghé xứ Ngàn để quay cho bà con xem. Ở dưới em thì có xứ Miệt Thứ, em ở Kiên Giang á. À, dạ, dạ. Xứ Miệt Thứ chắc chị biết mà đúng không? Dạ, dạ. Ở quê em thì xứ Miệt Thứ thì nuôi tôm, nuôi cua. Dạ. Còn ở đây thì cây ăn trái. Dạ, dạ. Cá, dạ. Lượng phù sa đổ về đây rất là tốt nha quý vị, ngay trên con sông Hậu. Nên trên con sông Hậu. À. Rồi, em cảm ơn chị nhiều nha. Dạ, dạ. Con chào bà. Dạ, bà bán trái cây đi ha. À, dạ. Đây con quay trái cây tí xíu. Ở đây là dưa gì vậy bà? À, dưa môn hả? À, đây. Đây là dưa môn nha quý vị. À, quý vị có thấy gì? Thấy dưa môn chưa? Dạ, dạ. Ở đây thì bà có bán luôn cả xoài nha. À, quý vị phát âm đúng là xoài. Còn nếu từ miền Nam đó là bán cho tôi ký xài. Dạ. Dạ, dạ, đu đủ nha quý vị. Đây nữa nè. Đây. Đây là chuối nha quý vị. À, dạ. Bà bán trái cây không hả? À, dạ. Bà bán ở đây lâu chưa? Mấy chục năm rồi hả? Vậy là buôn bán từ đó tới giờ luôn nha. À, ngay chợ này luôn. Dạ. Hôm nay à, dạ, hôm nay có dịp ghé xứ Ngàn ở Hậu Giang. Dạ, con là người Kiên Giang. Dạ. Hôm nay con đi công chuyện, con lên con rước nhỏ em của con á. À, sẵn rồi con quay chợ Ngàn luôn. À, dạ, dạ. Dạ. Dạ rồi, con cảm ơn bà nhiều nha. Chúc bà sức khỏe, lúc nào cũng mạnh khỏe nè. Dạ, lúc nào cũng mua may bán đắt nữa. Dạ. Dạ, cảm ơn bà. À, đây. Này, quý vị có thể thấy nha. À, đây. Này, mọi người buôn bán ở đây rất là nhiều. À. Qua đây quay cho quý vị xem hình ảnh. À. Đây, cá đồng rất là nhiều nè quý vị. Em chào chị nha. À, đây, cá đồng nè quý vị. À, chị mua đi, chị cứ mua đi, ghé mua đi. Không có mua hả? À, đây có cá với lươn nè quý vị. À, mấy chị nha, em bỏ vào trong cái kẹt á. Xong rồi có cái lưới bao quanh lại cái rổ. Đây. Đây là cá lau kiến nè quý vị. Đây. Ủa đây cá này cá gì lạ quá vậy? À, bóng trứng hả? À. Đây. Đây chị có bán cá chả nữa nè. Chả thắt lát luôn hả chị? À, là Vinh hả? À, cái Vinh hả? Đây. À, đây mọi người có quán cà phê nè quý vị. Đây có quán cà phê đó nữa kìa. Mọi người uống cà phê đó đó, không việc theo. Ok, giờ mình di chuyển xuống phía dưới này nữa nha. Quay cho quý vị xem. Đây, dài dài lên ha. Ở phía trong đó là chợ Gà Lồng. Okay. Ở đây có khu vực ở đây mọi người buôn bán nữa vậy. Bây giờ mình tiếp tục đi di chuyển nữa nha. À đây. À đây. À, chị gái đây cũng bán chả cá thắt lát hay gì vậy? Chạy. À, cá Vinh hả? À, đây là cá thắt lát với cá mè Vinh nha quý vị. Ủa chị, cá thắt lát, cá mè Vinh hay cá Vinh chị? À, mè Vinh. À, dạ. À, đây. À, đây cá mè Vinh là khu vực bên đó đó quý vị, chỗ cái rổ mà có cái nhang đó đang bốc khói lên đó. À, nha. À, chị bán chị bỏ vào hộp luôn nha. Ồ, rất là kỹ luôn. Ok, rồi đem qua quay tí cá Vinh cho quý vị xem nha. À, rất là kỹ nha quý vị, bỏ vào hộp luôn. Thật sự là em cũng nói là gọi là lần đầu tiên đúng luôn á, tại vì đó giờ em ít có khi nào thấy bỏ hộp nè, lần đầu tiên thấy chị này gái này bán bỏ hộp. À, đây. Đây là cá mè Vinh nha quý vị. Dạ. Đây cá thác lát. Đây. Dạ. À, chị gái rất là kỹ nha. Nhìn cách bán của chị là biết chị rất là kỹ. Chị thứ mấy vậy? Chị thứ mấy? Chị thứ tư hả? À, ai có đến chợ 14.000 á, mua cá thác lát của chị Tư nha. Được đặc biệt là bỏ vào hộp luôn. Đây, từ đó giờ em ít có thấy người nào bỏ vào hộp lắm, bỏ vào bọc thì nhiều. Đây là lần đầu tiên luôn.
Dạ dạ, đó giờ thật sự luôn mà em nói thật là chị sẽ sẵn gì luôn đó hả? Thì cái tới giờ cạo luôn ha. Dạ dạ rồi, cảm ơn chị Tư nhiều nha. Dạ, chúc chị Tư lúc nào cũng mua may bán đắt nha, có nhiều sức khỏe, lúc nào cũng mua may bán đắt. Dạ, cảm ơn chị Tư nhiều. Nay có dịp ghé xứ ngàn quay cho bà con xem. À đây, quay đồ tươi tí, đồ tươi cho quý vị xem nha. À, buổi sáng mọi người ăn sáng thì có bún nè, đây em sẽ quay bún cho quý vị xem nha. À dạ. À dạ. Anh trai buôn bán ở đây lâu chưa? Lâu rồi, cũng 10 năm rồi. Dạ, từ lúc thành lập chợ tới giờ ha. Dạ. Nay có dịp ghé xứ ngàn. Anh, cho em hỏi tí xíu đi. Tại sao gọi là bún tổng 1.000? Tại sao gọi là xứ ngàn luôn á? Xứ ngàn hả? Tại vì xứ ngàn này hồi xưa lắm, mình đổ chừng nghe ông bà mình nói hồi xưa thôi. Dạ. Chứ nó phân hồi xưa rồi mình biết đặt cái biệt danh gì đâu, mình đổ chừng là vậy đó. À dạ. Anh cũng không có biết được là cái tại sao mà ta đặt cho ví dụ như 1.000, 2.000, 3.000. À dạ. Ô anh bán đồ hả? Thôi anh bán đi ha. Rồi, cảm ơn anh nhiều nha. Dạ dạ. Đây là sạp bán của anh nè quý vị. À đây. À đây. Em cảm ơn anh nhiều nha anh. Rồi mình di chuyển tiếp theo nha quý vị. Mình di chuyển xuống chợ nữa nha. À quý vị có thể thấy ăn sáng cà phê đây nha. Rồi mình di chuyển quay cho quý vị xem nha. Rồi đến tiếp theo của chợ. À có một sạp khô. Em sẽ quay khô cho quý vị xem nha. À đây. Dạ, tôi quay khô. Dạ. Dạ em chào chị, cho em quay khô tí xíu nha chị. Dạ. Ở đây có một cửa hàng, một cái sạp của một chị gái bán khô nha quý vị. À đây quý vị có thể thấy nha, à, rất là nhiều loại khô luôn, rất 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 nhiều khô luôn. Này khô mực nè quý vị thấy không? Đây, để tôm khô nè. Đây khô cá mối hả chị? Khô này khô. À, lúa. Dạ. Đây có cá cơm, này giọng chị rất là nhẹ nhàng nha. À, đây là thật cá lù đù nè. À, bên đây thì chị bán trứng luôn nha. Đây, mọi người thấy trứng không? Bà khía nữa nè, dưa gan. À, phía trong đây chị bán khô cá lóc. À, quý vị có thể thấy. Bên đây thì có cá đuối nè, à, rất là nhiều luôn nha. À, khô cá khoai nè quý vị. À, có khách hả? À chị mua đi. Dạ dạ. Ở đây có cá khoai nha quý vị. Đây. Có mà còn ruốc nè. Đây. Rất là dễ thương nha. Phía bên đây thì có khô gà. Lạp xưởng. Đây. Ồ. Cái sạp của chị nhìn sắp đồ rất là đẹp luôn á. Dưa gan nè. Đây. Đây là bà khía nè. Đây trứng gà ta nè quý vị. Và đặc biệt có trứng vịt chạy đồng. Này. Rất là dễ thương. Dạ cảm ơn chị nhiều nha. Dạ. Đây sạp của chị là tên gì? Chị Tú hả? À ai có đến chợ 14.000 gặp chị Tú nha. Chị Tú có bán khô ở đây nè. À, dạ. Rồi cảm ơn chị Tú nhiều nha. À, dạ dạ. À đây. Mình di chuyển nha quý vị. Đó là cái hướng đi ra đó. À, đây. À, quý vị có thể thấy lượng người đi rất là đông đúng không? À, hiện tại mình đang có mặt chợ 14.000 nha. Rồi bây giờ mình di chuyển tiếp theo để quay cho quý vị xem nha. À, quý vị có thể thấy nha. Có một cô đây bán bánh. Ôi chị chứ. Chào chị nha. Chị bán bánh hả? Ủa đi đâu rồi? À, lấy đồ hả? À dạ. Rồi. Chị quay bánh tí xíu nha. Dạ dạ. À đây chị gái đây bán bánh này vậy. À, và có xôi nữa. À dạ. À đúng rồi. À dạ. Tí xíu qua quay, tí xíu qua quay chị. À, chị bán bánh bò này vậy. À, bánh bò lá tre nha. À dạ. Còn như đây đó hả? Thì chị bán đắt. Dạ. Nay có dịp ghé xứ ngàn. À đây bánh kẹp luôn nè vậy. À này là chị làm hết luôn hay là lấy lại? À dạ ở nhà ha. Dạ. À à vì thấy không? À phía trước thì chị bán bắp luộc nha vị. À, đây. Mua đi anh mua đi. Có mua. À quay đầu xe vị. À đây là bắp luộc nha vị. À chị buôn bán ở đây lâu chưa? À 4-5 năm nay hả? Dạ. Nay có dịp ghé xứ ngàn.
để đi rước đứa em ở trên Cần Thơ á, nó đang học ở trên đó. Dạ hồi có khách rồi. Rồi cảm ơn chị nhiều nha. À dạ. À quý vị thấy chầu cao nè, sẽ quay chầu cao cho quý vị xem nha. Dạ. À dạ. Dạ. Ở đây. Gian hàng của chị gì nè? Chị gì? Chị Hậu Sòn hả? À Ngọc Sòn hả? À đây đây là chầu cao nha. Đây. À. À đây. Đây. Đây là có cái mấy cái bánh nè. Mời chị vị. À, đây bà chủ đó phúc hậu nha, bà chủ chào khán giả em cái đi. Dạ cảm ơn bà chủ nha. Phúc hậu chứ không uống nu nè. Dạ. Con cũng coi không? Nè. À dạ. À, đây là bánh bò nha. À dạ dạ. À dạ để bớt lại ha. Vậy là chị bán đắt. Dạ kênh của em là Miền Tây Sông Nước chị. Dạ trên YouTube đó nha. À đây có một chị đi bạn áo bà ba đẹp lắm nè chị. À, cho em quay tí xíu nha. Chị ra cho em quay tí xíu đi. Chị bạn áo bà ba đẹp quá. À đó 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 dạ. 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 À, dạ. Đây chị bạn áo bà ba đẹp quá. À đây. Rồi cảm ơn chị nhiều nha. Dạ dạ. Dạ em làm YouTube quay cho bà con xa xứ á. À dạ, xem với bà con trong nước. À đang xe hơi đông tí xíu nha. Đây nè quý vị, đây là bánh như chị Ngọc Soạn bán nha. À dạ. À, đây bánh rất là nhiều nè. Đây. Xương sáo nè. Đây bánh tiêu hả chị? À bánh tiêu với bánh đường. Mà hết bánh tiêu rồi còn bánh đường. À dạ. Quý vị ơi, quý vị thương em á, quý vị đến chợ 14.000 á, quý vị ghé chị Ngọc Soạn nha. Chị Ngọc Soạn rất là dễ thương luôn. Dạ. Dạ, dễ thương mà lại nhiệt tình nữa. Rồi em cảm ơn chị Soạn nhiều nha. Dân chơi lớn việc bán để vậy luôn nè, thấy không ghê không? Dạ, ở đây miền quê không sao. Dạ, rồi em cảm ơn chị Soạn nhiều nha. Dạ, em di chuyển tiếp chị Soạn ơi. À đây, giờ mình di chuyển ra tí xíu nha quý vị. Ồ đây có trái cây nè quý vị. Mày quay trái cây cho quý vị xem nha. À đây. À đây quý vị thấy trái cây không? À đây. À là trái cây nè quý vị, thấy trái cây nhiều lắm nha. Có mấy trái sầu riêng trong đó kìa, rất là đẹp luôn. Chị em quay cho riêng tí xíu nha chị. Dạ dạ. Đây, sầu riêng nha. Ở đây chị bán dưa hấu nè. Dạ. Dạ dạ. Đây là dưa hấu nha quý vị. À, xin nhắc lại một lần nữa nha, Hậu Giang là một vùng trái cây rất là phong phú nha quý vị, phát triển lắm. Có lượng phù sa về rất là tốt. Đây là xoài nè quý vị. Ồ chị bán đắt quá à, đông nữa. Ủa bên đây có sạp của chị luôn hả? À dạ, đây qua đây quay cho quý vị xem nha. Ở đây cũng có cái sạp của chị nữa nè. Đây có chôm chôm nè. Đây. Quý vị thấy chôm chôm không? Ở đây thì có bơm táo nữa quý vị, quýt nữa. À đây. À đây quýt nè. Quý vị thấy quýt không? Đây. Cái dải nè. À nhãn nè, quý vị thấy nhãn không? Đây. À, bên đây thì măng cục. Wow, quá trời măng cục luôn. Phía trước đó là nho, quý vị thông cảm nha, em có thể bước vào trong được rồi, để gắng bước tí xíu quay cho quý vị xem nha. Đây, nho này quý vị. Đây là mãng cầu nè. Nè, táo nè, bơm đó, này, thanh long. Đây. Thôi mình di chuyển nha quý vị, để cho chị bán tiếp. Chị bán rất là đắt rồi, mình không có thể nào làm phiền chị nữa. Dạ thôi cảm ơn chị nhiều nha, chị buôn bán tiếp đi, đây chị bán đắt quá, quay không được, nhiều. Dạ. Ok, bây giờ mình di chuyển nha. Từ phía trước tí nữa nha quý vị, để quay cho quý vị xem nha. Ok. Đây. Mọi người buôn bán đây rất là nhiều nè. Dạ, con chào cô. Dạ, cô bán bông sưu đỏ hả? Đây, quý vị thấy bông sưu đỏ không? Ồ, bán bông sưu đỏ quá trời nhiều luôn quý vị ơi. À, đây. À, bông sưu đỏ nè, sưu đỏ trắng nha. À, quý vị thấy sưu đỏ trắng không? Đây. Này là nhà cô luôn á hả?
À, trồng nhiều dữ luôn hả cô? Ở đây cô bán rau cải nữa nè quý vị. Này, cô bán ở đây lâu chưa? Ủa sao mới bán tháng này hả? À dạ, trước đó cô làm công việc gì mà cô ra cô bán? À vậy cháu ngoại hả? À vậy là cô về hưu rồi ha. Dạ. À, công việc của cô lúc trước kìa, công việc của cô lúc trước là làm cái gì mà cô qua đây cô bán á? À làm nông hả? À dạ. À quý vị ơi, ở trên dọc tuyến đường 4 tổng 1.000 đó quý vị. À, việc xẻ những con kinh, những con kênh rất là lớn á quý vị, làm cho cái lượng phù sa về đây tốt lắm. À, việc bà con trồng lúa ở đây rất là nhiều nha. À, dạ. Rồi con cảm ơn cô nhiều nha. Đây là một cô rất là dễ thương nữa quý vị. À, cô bán bông sữa đũa nha. Đây. Dạ rồi, con cảm ơn cô nhiều. Dạ. À, mình di chuyển tiếp theo nha quý vị. Để em quay cho quý vị xem nha. À, đây, sắp ra đầu chợ rồi đó. Quý vị thấy không? Đây có thao cua nữa quý vị. Đây, thao cua nha. Đây. Ở đây thì có lươn nè. Đây là lươn nè. Đây, quý vị thấy lươn nha. Phía bên đây thì có mấy con cá, cá rô với cá lóc. Ố lộn, xin lỗi. Cá lóc với cá chê nha quý vị. Còn mấy anh em đây đang ăn sáng, đang uống về. Thôi cảm ơn mấy anh chị nhiều nha. Dạ. Rồi em cảm ơn chị nhiều nha. Dạ. Không sao đâu, không sao đâu. Về cắt bỏ. Ok, mình di chuyển tiếp theo nha quý vị. Mình sắp ra đầu chợ nè quý vị. Đây. Sắp ra đầu chợ nha. Wow, mọi người buôn bán. À, có một cái cửa hàng bán trái cây đây rất là lớn nè. Em sẽ quay cho quý vị xem nha. Em chào chị. Chị em quay trái cây tí xíu nha chị. Dạ. Ở đây có cửa hàng bán trái cây của chị gái rất là lớn nè. À, đây. Có mấy trái măng cụt nè, vì thấy măng cụt không? Đây. Hôm nay miền Tây sông nước rất là vui khi đến chợ 14.000 nha. Ở đây tất cả các trái cây ở đây nè. À, đây là táo nè quý vị. Vậy kính thưa quý vị, thì sau khi tham quan chợ 14.000 ở tỉnh Hậu Giang, em rất là vui khi gửi đến cho tất cả các cô chú các anh chị những thước phim rất là đẹp về chợ 14.000. Kính chúc cho quý vị có một ngày mới thật là vui vẻ, hạnh phúc và ngập tràn tiếng cười. Quý vị ơi, quý vị thương em, quý vị hãy nhớ đăng ký kênh cũng như là like, chia sẻ, bình luận giúp cho em để các em có nhiều động lực ra nhiều video tiếp theo cho quý vị xem nhé. Xin chân thành cảm ơn quý vị rất là nhiều. Cô này sáng anh đi chung không ta? Hôm qua đi chùa. À về hả? Cái này là ba chị bán riêng hả? Chị bán ở đây hả? À dạ. Sáu. À, cái này cái này bánh bò chị bán sao chị? Cái 1.000 hả? Đây lấy 5 cái đi. Đây là bánh bò nghe. Đậu hũ. Phía bên đây thì bà bán sữa đậu nành. Có một cây phà. Mọi người đi chợ qua đây qua lại rất là đông nha.
cho con 10.000 bánh đi. Thì cô lựa sao cô lựa? Nha, anh là bán cô, anh giới thiệu cô của anh bán đi anh trai. À. Cá út đâu? Cá út đây phải không? Đây cá út đâu? Đây cá út nè, quay cận cảnh nè. Đây có cá út nha. Đó. À dạ. Cháu nội hay cháu ngoại gì cô? Cháu ngoại hả? Rất là dễ thương nha. Rồi chú chào con nha. Cho anh quay hộp bánh tầm cái đi. Mở mở hộp bánh tầm ở trên quay cái. Đây là bánh tầm bán ở đây tại chợ Ba Đình nha. Sẽ đi qua Bạc Liêu. Đó chính là cái bảng chợ Ba Đình đó cô chú anh chị. Đây. À. Hiện tại mình đang có mặt tại Bạc Liêu nha. Đó, phía bên đây là Bạc Liêu rồi đó nha. Đây bà con Bạc Liêu bên đây vui lắm nè. Đây chị bán cá biển nha. Dạ. Em ở Kiên Giang vậy. Dạ em Nguyễn ở Nguyễn Châu Thành. Đây có cá lóc nữa nè nha. Phía bên đây thì có cá rô. Vui lắm nha, đến chợ Ba Đình vui lắm nha. Đây cá con cua đó nè. Đây là người đẹp của Bạc Liêu nha, người đẹp Vĩnh Lộc A. Chào người đẹp nha. Trời ơi, lòng quay một cái là phải cho mình. Thôi giờ cho đồ ăn đi được không? Có như vậy. Mời mời ăn đồ ăn. Mua bên 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 đó đó. Cảm ơn con. Dạ. Dạ. Rồi rồi, cảm ơn. Rồi, cảm ơn nha. Đặc sản của Ba Đình nha, nuôi tôm rất là nhiều đó, tôm bự bự không này cô chú anh chị. Wow. Đây, một hình ảnh rất là khó kiếm nha, ngay tại giữa nha. Dạ, đây chị gái bán trái cây nha. Đây, rất là nhiều luôn. Trước gặp chị vừa lắm. Sáu nè, ủa anh Sáu chị chợ bán luôn hả? Dạ. À dạ dạ. Đây anh Sáu hôm bữa hai con clip em ở Vĩnh Thuận đó nha, là sẽ gặp lại anh Sáu đó nha. Đi làm con đi à. Đây Sáu này nha. Bán cô nha. Chứ bên đây thì có tép nè. Tép vuông. Hôm nay thì thấy hè nước liên tục luôn. Đây, hè nước đây. Đây, mọi người rất là dễ thương. Dạ. Đây, chị gái đậu bánh tiến rất là khéo nè. Đã lập kênh mới rồi chị, nên em quay kênh mới nha. Đây. Đó. Đây, chị đang đậu bánh tiến. Đây, anh trai này nãy giờ ổng nhiệt tình với tôi lắm. Cảm ơn anh nhiều nha. Dạ, nhà anh gần đây không? Ở bên trong á. Ủa anh bên Kiên Giang hả? Dạ. À, qua đây uống phê ha. Dạ. Trời ơi chưa vợ nữa hả? Thôi nghe đừng có nói gì cái tội lắm mà cái nói cái hỏi ra cái có vợ cái rồi chết em luôn rồi, nói có con em là mai mà rốt cuộc ổng có vợ rồi. Miền Tây sông nước xin kính chào cô chú anh chị và các bạn. À, rất là vui khi gặp lại cô chú anh chị và các bạn trong video tiếp theo của em ngày hôm nay. À, ngày mới em xin kính chúc cho tất cả các cô chú các anh chị và các bạn có một ngày mới thật là vui vẻ, hạnh phúc và ngập tràn tiếng cười nha. Hiện tại thì em đang có mặt tại xã Vĩnh Bình Bắc, thuộc huyện Vĩnh Thuận của tỉnh Kiên Giang. Hôm nay em sẽ đưa cô chú anh chị đi tham quan một ngôi chợ, đó chính là chợ Ba Đình, hay còn mệnh danh là một ngôi chợ có gà gáy kêu ba tỉnh nha. Đó là tỉnh Kiên Giang nè, Bạc Liêu và Hậu Giang. Phía trước mặt cô chú anh chị đó chính là còn một con sông, cách con sông này thì bên kia đó chính là tỉnh Bạc Liêu nha, thuộc huyện Hồng Dân của tỉnh Bạc Liêu. Ở bên đây thì em đang đứng là thuộc tỉnh Kiên Giang nha, xã Vĩnh Bình Bắc. Xã Vĩnh Bình Bé. Vĩnh Bình Bé hả? Dạ dạ. Đây là quang cảnh phía trước của chợ Vĩnh Bình Bắc nè. Ở đây có mấy anh mấy chị đang dạ dạ. Đây chèo đò nè.
Sáng nay thì có một cơn mưa đổ xuống. Lúc sáng sớm nay thì em ăn sáng xong thì có cơn mưa lớn lắm. Mới vừa dứt nè. Bắt đầu em quay clip cho cô chú anh chị xem luôn. Dạ rồi, hôm nay cô chú anh chị đi tham quan chợ Ba Đình cùng với em nha. Dạ rồi, bây giờ mình đi tham quan chợ Ba Đình cùng với em nha. Hiện tại thì đây là hướng đi vào của chợ Ba Đình nè, thuộc xã Vĩnh Bình Bắc nha cô chú anh chị. Phía sau lưng em thì cái hướng này là hướng đi về. Sáng nay thì em đi theo con đường đó chính là phà Thí Liễu nha, phà Thí Liễu Thầy Quân để đến chợ nè. Thì từ đây mình có thể đi đường lộ mới nha, để đi ra thị trấn Vĩnh Thuận được luôn. Đây chính là con đường mọi người sẽ đi hướng ra Vĩnh Thuận được nè. Đây. Mọi người ở đây thì em đi dọc sáng nay thì mọi người ở đây đa số phát triển nghề tôm rất là nhiều nha. Dọc tuyến đường này thì mọi người buôn bán hai bên đường nè cô chú anh chị. Đây. Dạ chào hai chị. Hai chị buôn bán gì đây? Dạ chị phô tô hả? Đây sáng nay có hai chị gái đây nha, mới kêu em. Đây là tiệm photocopy của gia đình anh Lê Tuấn. Đây chắc có chị xã hay anh xã gì của gia đình ở đây quá. Chị là gì hả? Ủa sao để là Lê Tuấn nha? Con của chị ha. Dạ em chào chị nha. Chào hai chị. Chào cô. Đây anh chị em nào ở ngay Vĩnh Thuận thì ghé photo của gia đình mình nha. Đây gia đình rất là dễ thương nè, ai cũng đều đẹp đẹp đều hết luôn á. Đây là chắc hai chị em quá chắc, hai cô cháu hả? Dạ ai cũng trẻ hết, làm lầm tưởng hết. Dạ rồi hôm nay có dịp ghé tham quan chợ Ba Đình, cảm ơn chợ Ba Đình nhiều nha, cảm ơn hai chị nhiều. Dạ cảm ơn cô nha. Dạ thôi con đi tham quan chợ tiếp. Dạ, đây đây bà con ở Vĩnh Thuận dễ thương quá cô chú anh chị ơi. Lần trước quay chợ Vĩnh Thuận em có nhắc đến kỷ niệm đối của em đối với Vĩnh Thuận rất là dễ thương nha. Cô chú anh chị có thể xem lại clip của em quay ngay tại thị trấn Vĩnh Thuận, rất là dễ thương. Đây có tiệm bán trái cây nè, bán tạp hóa, ớ là bán đồ tươi nha. Đây có thêm một tiệm bán đồ tươi nữa nè, bán trái cây nữa nè chào chị. Đây đây có tiệm đồ tươi với rau nè, xin chào chị. Đây có bán trái cây, bán rau nè, chị quay rau tí xíu nha chị. Dạ đây có dạ đây bán đồ tươi nha, đây, bán rau củ quả nè rất là nhiều luôn. Dạ chị chủ mắc cỡ vô trong rồi. Đây bên đây thì dạ dạ đây có bán bánh mì nữa nè. Đây có anh trai để bán bánh mì nữa. Không, anh thầy chú đây không biết nữa. Thì có chú. Chào chú. Ủa con nhớ đợt trước con ghé đây là có cái chị bà bán rồi phải không ta? Vậy đó hả? Dạ. Đây vậy là đợt trước cái cô chứ xin lỗi, cô đó cô bán ở đây là bà xã của chú. Đây. Mấy nay bán được không chú? Cũng lên gái. Dạ. Đây chú bán bánh mì nha. Đây bánh mì thịt heo quay. Đợt trước còn thấy cô bả trưng cái heo quay ở trước nữa. Mâm ở trước á. Heo quay miếng, có bán heo quay miếng nữa. Đây. Ở đây chú bán một ổ trung bình bao nhiêu chú? Thường 12, 15, 20. Tùy giá nha. Bún bánh nước. Dạ. Đây, chú là dễ thương nha. Rồi thôi con cảm ơn chú nhiều nha. Rồi. Con chúc chú bán đắt nha. Rồi cảm ơn em luôn. Đây chú này dễ thương lắm nè. Đây giờ di chuyển qua góc bên đây nha. Đây có mấy bà với mấy cô mấy chị bán nè. Quay cái gì vậy bạn? Không biết nữa. Dạ quay đời sống chợ anh trai ơi. Dạ. Anh đi chợ hả? Dạ anh đi chứ. Đi ra đây ha. Dạ đây. Đây có bà để bán bánh nè. Anh bán tạp hóa đây hả? Dạ. Con chào bà. Dạ bà bán bánh ở đây ha. Đây.
Đó, bà đây bán bánh bò với tàu hũ với bánh bò lá che nè. Ghế che, ghế che hay lá che bà? Ghế che, ta kêu bằng ghế che. À vậy à. Đây bà bán bánh bò nghe. À, bánh bò. Với tàu hũ. Phía bên đây thì bà bán sữa đậu nành. Sữa đậu nành. Đây. Nó được giờ đưa khoảng 2 lần rồi đó. Vậy đó hả? À. Đây bà bán một bọc đi bao nhiêu vậy? 5.000. Lấy con một bọc đi. Đây. Con xin lỗi bà năm nay bao nhiêu tuổi? 72. Dạ, bà 72 tuổi rồi hả? Bà cứ để nó đi chút xíu con ghé con lấy ha. Ừ. Đây. 72 rồi. Dạ. Rồi con cảm ơn bà nhiều nha. Ừ. Chúc bà bán đắt. Ừ. Đây. Thì phía bên đây thì có chị gái này cũng bán đồ ăn sáng nè. Đây. Em chào chị nha. Chị bán rau phía trước luôn hả? Bán rau luôn. À vậy đó hả? Đây có chị gái này nè. Bán xôi nè, bán bánh da lợn, bánh chuối, đem để cho bao nhiêu tiền? 20. 20 hả? Rồi, 5.000 tiền ship đó nha. Đi chợ giờ này chắc trễ hả chị? Dạ, em ở Kiên Giang, em là người Kiên Giang nè. Đây có gì, một cái mâm, một cái xề rau cải, cải non nha, cái gì? Cái mầm, giống như mầm mầm vậy đó, non 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 vậy đó. Đây có chị gái chào quay anh quay đời sống chợ anh ra YouTube à? Dạ YouTube. Đây chị gái này nha, bán xôi, bán rất là nhiều. Chị bán đây lâu chưa? Chị bán cải thì lâu mà, nhưng mới bán bánh này chừng mười mấy ngày. À mười bao nhiêu lâu bánh này? Bao lâu bánh mình mới bán được năm không? Chưa chưa được năm nữa hả? Mới bán là tại chị vừa hết rau rồi bán bánh này. À vậy đó hả? Rau rồi bán ba hộp. Một hộp xôi này bao nhiêu? 5.000. Lấy em một hộp đi. Con Vĩnh Thuận này cũng dễ thương hết. Lần trước quay chợ Vĩnh Thuận cũng vui lắm. Đó vui tới cười. Ôi chết một, để có nghe là để vừa riêng được không? Bây giờ để luôn. Để luôn hả? Thôi kệ lỡ để luôn đi. Thôi lỡ lại để. Rồi thôi gom lại chung với sữa đậu nành dùng cho mình luôn đi ha. Đây cho gửi tiền nè. Cứ để đó đi. Để bỏ vô bọc luôn hả? Để lấy giùm đi ha. Để gom lại đi. Để gửi tiền cho chị nè. 15 đồng nha. Giờ yeah. Đây dễ thương lắm. Rồi em chúc chị bán đắt nha. Dạ yeah, không có gì. Đây chị gái dễ thương lắm nè. Bán xôi rồi bán bánh chuối, bán rau nữa. Hết vụ rau thì chị bán thêm xôi. Đây có khoai mì sợi nè. Đây. Rồi, em đi tham quan chợ tiếp nha chị. Dạ. Yeah. Bây giờ thì mình đang có mặt tại Kiên Giang nha. Đây là Kiên Giang. À, sáng nay mình có ăn sáng ở đây nè. À, cô này bán chị xin lỗi chị chứ. À, chị gái này bán bánh tằm. À chị đang nghe điện thoại hả? Tí xíu mình ghé chị sau nha. Tí xíu đi em ghé, chị nghe điện thoại đi ha. Đây có khu vực của mấy chị em cũng bán xôi với chè nữa nè. Đây. Em chào chị nha. Nãy chị kia em quay chị đó. Đây nữa nè. Đây, chị gái thì rất là dễ thương nha. Đây có bán bánh tiêu. Ồ, sáng nay trước cơn mưa nữa. À, phía bên đây có chè nè. Đây. Em ở Kiên Giang chị, em là người Kiên Giang nè. Đây có chè nha, đây chè gì chị? À chè đậu xanh hả? Đây. Ly này bao nhiêu chị? Lấy em một ly đi. Cứ lấy một ly đi. À, đây chị gái, cứ để đi em trả tiền, trả tiền. Đây, phía bên đây thì có chị gái đây nữa nè. Đây. Đây chị qua đi em nhường chị qua. Đây có cá mồi ba cô gái thì có bánh ba cô gái nữa nè. Đây ba cô gái đây. À, bánh phải có ba cô gái nha. Rất là dễ thương nha. Đây. Đây. Đây có bánh này. Chị bán rất là nhiều nè. Đây, bánh lá chuối, bánh chạng, rồi bánh còng, bánh mặn nè nghe. Bánh tay yến nè. Đây. Dạ một hai bữa nữa em đang. Dạ kênh của em là miền Tây sông nước chị.
À dạ Phan, giờ nó nghe nè, cái cục đá này có dặn gì không? Đây có bánh nữa nè, tiếp tục nè. Có xôi với bánh bò nha. Cái này là ba chị bán riêng hả? Cái chị bán ở đây hả? À dạ. Nè, cửa 6 nè. À cửa 6. À cái này bán ly trà. Cái này bánh bò chị bán làm sao chị? Cái 1.000. Cái 1.000 hả? Đây lấy 5 cái đi. Ồ, đây đang kẹt đường quá. Bước vào trong nha, để hơi kẹt đường. Mọi người đang đi chợ nè. Đây. À dạ dạ, thôi em thêm 5.000 nữa. À rồi, đủ nha. Không có gì. Đây. Đây qua đây lấy xôi với chè gom chung một luôn. Của em chung đâu, của em đâu. À của má hả? Mua đặng lấy ăn mà. Không, mua để tặng đó. Chứ ngày nào em cũng đi nhìn mấy cái này cứ ngán chết. Rồi. Gom này. Rồi chung tụ đây đi ha. Rồi để đi. À, sáng nay mình có ăn sáng tại đây nha. Rồi em cảm ơn hai chị nhiều nha. Chị kia đi đâu mất tiêu rồi. Đây có. Đây chào chị gái này nè. Sáng mình có ăn sáng của chị gái này nha. Bán bánh tầm rất là ngon luôn. Bánh tầm xíu mại. Bánh tầm bì nữa. Đây. Dạ chị. Dạ chị đi chợ hả? Quay luôn. Vậy nè. Đây, rất là dễ thương nha. À đây để em quay một hộp bánh cái. À, chú đậy lại hả? Đây còn à cái này là trứng xào. Dạ sáng nay mình ăn bánh tầm nha. Đây bán hết rồi nè, người đẹp bán hết rồi nha, bán đắt vô cùng luôn. Một hộp chỉ có 15.000 thôi, rất là bình dân. Dạ vậy đó hả? Dạ. À dạ. Đây chị gái này nghe rất là dễ thương. Tên em chào chị nha. Thôi dạ thôi gì chị bán tiếp đi ha. Rồi, chị bán đắt quá em nói chuyện với chị không được rồi. Dạ rồi dạ. Đây. Đây mọi người đang đi chợ nè. Ồ có một cái phà nên mọi người đi chợ qua đây qua lại rất là đông nha. Ờ, đây có một cái quán cà phê bán đồ ăn sáng nữa. Đây mọi người đang ăn sáng uống cà phê đây nè, rất là đông luôn. Đây mọi người đi chợ vui lắm nha. À. Dạ à dạ Phan đợi em tí nha, đang kẹt cái máy cái. Anh trai uống cà phê ha. Dạ. Vậy hả? Thôi giờ em nói chuyện với anh nè. Anh trai uống cà phê đây nè. Anh bán gì đây vậy? Anh bán buôn bán gì đây? À vậy hả? Đi chợ nha. Đây có mấy anh em buổi sáng uống cà phê đây nè. À, đây là một cái quán cà phê nhỏ nhỏ. Đây. Mọi người rất là hôm nay đi chợ đông quá, hết mưa là mọi người đi chợ đông lắm luôn đó. Đây rồi, cảm ơn nha. Đó, đây 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 đây, mọi người có thấy hình ảnh gì không? Những chiếc phà, những chiếc ghe nè, xuồng nè, ở đây rất là nhiều nha. Đây, đây có xin chào. Dạ chào cô. Đây trời, đâu có quan trọng chuyện xấu đẹp cô. Trời ơi, chỉ chủ yếu là tình cảm thôi. Đây có một cái thao bông bí đẹp quá. À, dạ. Cô bán rau ha, bán đồ tươi nha. Đây. Cái này thì có lá mồng tơi nè, mát lắm luôn đó. Rau dừa nè. Đây, đọt cải nè. Rau lan nè. Đậu đũa nè, rất là nhiều luôn. Này rau dừa nhà hết luôn hả cô? À, dạ. 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 Con chào chú nha. Dạ. Uống về buổi sáng hả chú? Nhà chú gần đây luôn hả gì? Về chú về dạ. Dạ, nhà chú ở đây luôn hả gì? À,
nhà mình đây luôn. À dạ. À sáng con uống cà phê bên đây rồi. Dạ cảm ơn chú nhiều nha. Dạ. Đây chú này dễ thương lắm nè. Dạ dạ. Đây, nhà chú có một cái quán cà phê nha. Bán tôm giống luôn hả chú? À bán tôm giống luôn nha. Đây nhà gia đình mình có bán tôm giống nữa nè. Dạ. Rất là dễ thương, chú mới mở uống cà phê nhưng mà sáng nay mình uống rồi. Đây. Có cô đây bán bánh nè, xin chào cô. Đây cô bán bánh nha, bánh mặn và bánh cam. Rất là nhiều luôn. Cô bán bánh đây lâu chưa? Lâu rồi, bán 37 năm. À, 30 mấy năm hả cô? Dạ. Vậy là bán lâu dữ lắm rồi nè. Bán từ thời chợ bên đây là chưa? Bán bánh cam là mua đó, có tiếp đó. Đây, đây cô đây bán bánh nha. Cô bán bánh một cái bao nhiêu cô? 2.000. Dạ 2.000 á cô. À dạ. Đây cô đây bán bánh nha. Lấy cho con 10.000 bánh đi. Thì cô lựa sao cô lựa? Nha. Bánh mặn, bánh ngọt. Cô muốn lựa sao lựa, cô lấy sao đúng cho con 10.000 là được rồi. Ờ lấy 2-3 thứ gì đó, muốn lấy sao lấy. Đây cô bán bánh nha, để mình đang lấy tiền. Dạ. Đây là bà cháu nội hết luôn đó hả? À, cháu nội. À, cháu nội của cô nè. Ờ, anh đang quay phim. Gì đó hả? Nè nè nè, lấy đi, lấy tiền nè cô. Này, con cứ để đó đi, cứ để đi, con gửi tiền, cứ để đi con gửi đó. Bán ba mấy năm hả cô? À, mấy cô đi chục năm rồi. Ôi trời ơi, bán gì là từ thời trẻ luôn nha. Chết, bán chị à, dạ. nghề bánh, nghề bánh từ đó bán giờ luôn nha. Bánh à, dạ. Ăn bánh à, rồi vậy thôi cảm ơn cô nha. Dạ cảm ơn cô nhiều. À chú kênh của chú là miền Tây sông nước. Đây mấy đứa nhóc nè nó lành lắm. À. Đây có quán cà phê. Nãy mình có quay rồi. Đó phía bên đó là Bạc Liêu đó cô chú anh chị. À rồi rồi. Ở phía bên kia là Vĩnh. Ở phía bên kia đó cô chú anh chị, đó chính là Vĩnh Lộc A nha. Một cái điều mà cô chú anh chị không biết có để ý không, nhưng mà riêng em quay thì em có để ý một điều rất là lạ. Có sự chú ý tí xíu đó là các huyện như huyện Gò Quao nè, huyện Vĩnh Thuận nè. Ở phía bên kia là của Bạc Liêu á, là có đều có lót chữ Vĩnh nha. Ví dụ như ở Gò Quao á là có Vĩnh Hòa Hưng Bắc nè, Vĩnh Hòa Hưng Nam. Còn ở đây là Vĩnh Bình Bắc, Vĩnh Bình Nam. Phía bên kia thì có Vĩnh Lộc A và Vĩnh Lộc B nha, đều lót chữ Vĩnh. À dạ dạ, rất là dễ thương. Đây mọi người đang mấy chị em đang chèo xuồng nè. Quang cái gì mua bằng cái gì á, dắt xe cho anh tài xế ha. Đây có một chiếc xe đang đi qua nè, chào anh em nha. Chào cả nhà nha. Ở đây thì đại lý thức ăn nè, đại lý thủy sản rất là nhiều nha. Tại khu vực ở đây nuôi tôm, còn nuôi tôm rất là nhiều luôn. Đó. Rồi đi dọc thêm hướng này tí xíu nữa. Ở đây thì sáng nay uống phê gặp ông anh. Chào ông anh nha. Đây rất là dễ thương, anh bán khô nè. Anh thì ở Bạc Liêu. Chào ông anh nha. Đây cô anh bán nè. À, anh bán cô, anh giới thiệu cô của anh bán đi anh trai. À, cá út đâu, cá út đây phải không? Đây cá út đâu, đây cá út nha, quay cận cảnh nè. Đây có cá út nha. À, phía bên đây là cá gì vậy anh? Cá ngát hả? Dạ. Ở đây cá lù đù nè. À, đây cá chét nha. Anh thì ở huyện Phước Long của tỉnh Bạc Liêu. Đây, chạy qua đây buôn bán nè. Từ đây qua Kiên Giang gần, anh đi đường Phước Long á. Đây, rất là gần luôn. Đi về Phó Sinh chạy qua đây tí xíu tới rồi. Đây, anh dễ thương lắm nha. Sáng nay anh em ngồi uống quê, đợi mưa quá trời mưa luôn. Mưa kinh khủng khiếp luôn. Tới giờ mây vẫn còn
một cục mây đen nữa kìa, cái đó nữa kìa. À, nhưng mà bây giờ hết mưa rồi, bắt đầu mình tiếp tục đi tham quan chợ nha. Để rồi, thôi gì cảm ơn anh nhiều nha. Dạ, em chúc anh bán đắt nha. Anh thứ mấy nãy giờ hai anh em nói chuyện mà cũng quên hỏi anh thứ mấy nữa. À, anh thứ 9 nè. Dạ, rồi em cảm ơn anh 9 nhiều nha. Dạ, dạ. Dạ. Chúc anh 9 bán đắt. Dạ. Bây giờ là... dạ. Bánh mì đẹp đây, con quay cho cô bán đắt nha. Đây có cô đây bán bánh mì nha. À. À, con nhỏ này xin của người ta nè chú, mà nó kỳ quá nè, chú coi chỗ nào chú đưa đi. Vậy đó hả? À? Ngày bữa sáng vậy bán sơ sơ là 201. Vậy đó hả? À? À. À đây. Đây. Bây giờ hết rồi. Dạ, 201 nha. Cái bé này nè. À dạ. Tiền con bé này chứ thôi tiền đâu nuôi nó quậy quá trời nó đắt nè. Cháu nội hay cháu ngoại gì cô? Cháu ngoại. À cháu ngoại hả? Dạ. Rất là dễ thương nha. Rồi chú chào con nha. Đây cô đây nãy giờ nói chuyện mà quên quay bánh mì cô bán á nè. Đây bánh mì cô bán nha. Đây quay cho cô bán đắt nè. Đây bánh mì to to nè, bánh mì không đó. Mì tại lò ở đây luôn, đây làm đây luôn chứ không lấy đâu. À dạ, đây cô nè. Cô là bà xã của chú đây nè. Sáng nay em uống cà phê ở đây. Ăn sáng luôn. Chú đi hết cái chợ này ai mở chân con quần tà lò ổng đó. À vậy đó hả? À. Ổng thứ hai. Mà tao kêu ông hai Trần đó. À, ổng, à vậy đó hả? Ổng hai Trần là ổng. À, à dạ. Ổng ở Trần không hả? À dạ dạ. Ở dưới quê mình hay có gọi cái tên để thân thuộc á. Ở dưới quê á hay gọi là vậy. Nhưng mà dễ thương nha, chú hai Trần. À ông hai Trần đi chứ, con xin lỗi. Mình dây ông mình nè. Đây, ông với bà chứ, xin lỗi. Nãy giờ quên nữa. Đây ông hai nha, ông hai Trần. Ngay tại chợ Ba Đình nha. Đó. Dạ đây ai có ghé Ba Đình chợ đò đó ghé ông hai uống cà phê nha. Dạ quán cà phê của ông hai nè với bà hai đây nha. Dạ rồi rồi vậy cảm ơn ông bà nhiều nha. Dạ con di chuyển đi tham quan giữa bên đây tí xíu nha. Rồi em cảm ơn nha chị. Đây chú chào con nha, bye bye. Dạ dạ không anh ơi không có xếp số, đồng cảm giùm em nha. Đấy mọi người di chuyển tiếp tục nha. Đây, xuống đây ở đây thì mọi người vẫn có nhóm chợ nè, chiếc chợ cũng gần đây thôi. Chào chị. Đi chợ hả chị hay bán? Bán. À vậy hả, bán gì chị bán gì? À à vậy đó hả. Đây có xe bánh mì nha, rất là nhiều. Đây mọi người ở đây cái này là thành lập mới, bữa hổm nhớ không làm làm kêu là mới thành lập đây phải không chị? Tại lúc dịch đó. À dạ. Bây giờ em đang chỉnh cái máy, cô chú chị thông cảm nha, để qua đây quay chứ. À đây. Đây chị gái thì mới nói là chợ thành lập mới đây là lúc dịch nha. Chị bán bánh mì. Đây chắc gái chị hả? Dạ. À dạ, đây bán bánh mì nè, bánh tầm nữa. Bánh tầm, bánh ướt luôn. À đây chắc cháu quá. Cháu ngoại chú chào con nha. Dạ, cười hạ đi. Dạ, đi. Đây chị gái, đây có bánh mì chị bán nè với bánh tầm. Rồi, bán rất là nhiều nha. Chị thấy em quay cái này chị. À, dạ. Đây. Ăn gì ông điên? Ai bắt tôm vậy biết không? Quá chị mà nghe nói bán bắt tơ tấn tôm là quá êm luôn. Để em gái đang làm bánh tầm, để quay bánh tầm cái nha. Đây cho anh quay hộp bánh tầm cái đi, mở mở hộp bánh tầm cho anh quay cái. Đây là phần bánh tầm bán ở đây tại chợ Ba Đình nha. Đây là con gái của chị. Đây rồi thôi em không có làm phiền gia đình mình nữa nha. Dạ. Cho chị buôn bán nữa. Dạ. Em cảm ơn chị nhiều nha. Dạ. Đây nãy giờ mình đã tham quan khu vực phía bên đây rồi đó. Ở đây có bán đồ tươi nè, bán trái cây nè. Sáng mình có trò chuyện với một người anh nữa mà không biết anh ấy xã chị của anh bán trái cây. Sáng anh xã của chị là chắc cái anh bằng áo xanh xanh đó chị. Anh xã chị bằng áo xanh xanh sáng nay đúng không?
Sáng em có uống phê với anh ở bên đây nè. Anh nói chuyện với có chị xã bán trái cây bên đây. Dạ. Anh tròn tròn á, mập mập. Dạ. Đây anh bán, chị đang bán trái cây nha. À, chứ bên đây thì có đồ tươi nè. Đây. Đây gặp củ quả nhiều lắm. Chào cô. Đây cô đây bán nha, đồ tươi nữa nè. Thì chỗ mới thì chỉ có nhiêu đây thôi. À. À dạ. Đây là ốc nước chảy nha cô. Đây là ốc nước chảy. Dạ, đây cô bán chuối. Đây kêu nè. Bán đồ tươi. Đồ dễ thương lắm nha. Rất là nhiều luôn. Đây. Đây. Đây quay cho cô bán đắt nha. À, bán sạch sẽ luôn, bán hết luôn. Dạ. Đây mấy cái bẹ măng nè, bụt măng nè. Đó, đọt chạy nè. Quá trời luôn. Rồi, con cảm ơn cô nhiều nha. Dạ, con chúc cô bán đắt nha. Dạ, có nhiều sức khỏe. Đây cô đây dễ thương lắm. Đây cũng có một tiệm bán bánh mì nữa của mấy cô. Chào cô. Dạ. Đây cô bán bánh mì không hả cô? À, bánh tằm bánh nước luôn hả? Dạ. Đây. Mấy cô bán không được đắt không mà chú quay lần này là lần thứ ba rồi đó. Vậy hả? Con ghé đây lần thứ hai hả? Vậy đó, vậy là chú kia. À, dạ. Nói nghe chú kia. À, dạ. Dạ, đây có. Thấy quay nó cái clip mà nhà bảo thấy tụi nghiệp quá trời. À, vậy hả? Chú có quay chỗ tiêu biểu đó không? Dạ không cô ơi, con làm chỉ đời sống chợ thôi mà. Con làm cá nhân. Dạ, đây. Ủa cái này là chị gái này là mua đồ hả? À, dạ. Chào chị nha. Dạ. À đang đợi mua đồ. À dạ. Dạ rồi, cảm ơn cả nhà mình nhiều nha. Dạ cảm ơn mấy cô. Đây cô này cũng bán bánh mì với bánh tằm nữa nè. Đây. Rồi bây giờ hết một vòng Vĩnh Bình Bắc rồi nha. Mình tham quan chợ Ba Đình bên đây rồi đó. Bây giờ cô chú anh chị cùng em đi tham quan chợ Ba Đình ở bên Bạc Liêu nha. Và bây giờ mình sẽ di chuyển qua chợ bằng hình thức là đò nha. Đây. Đây đò đây. Dạ rồi bây giờ cô chú anh chị đi tham quan Bạc Liêu cùng với em nha. Mà một hình thức là đi bằng xuồng nha, bằng giỏ nha. Đây có một người bạn nè, cũng quen được trước. Đây. Đây quay Bạc Liêu. Giờ mình sẽ đi bằng đò nha. Ok, giờ mình đi qua bển nha. Đi qua bển là từ miền Tây nha. Qua bển tức là qua phía bên kia sông á, là phía bên đối diện của mình nha. Đây, đầu tiên là mình chèo tay ha, giống như đợt trước vậy đó, xong cái đầu mình đi máy ha. Rồi, để anh đi. Đừng có như đợt trước nữa nha. Rồi, rồi, ok. Rồi, anh nhớ rồi. Rồi, bây giờ mình đi qua Bạc Liêu. Cô đi luôn hả? Dạ, dạ, cô đi với con luôn đi nè. À, vậy hả? Không, không được đâu, không được đâu, anh phải quay mới được. Cô từ từ đi nha. À, dạ, 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 được không cô? Dạ, đây, cô. Dạ, đây. Đây. Đây là những ảnh thực tế nha. Mình sẽ đi qua Bạc Liêu đó. À, đây, mọi người đang đợi đò nè. À, bây giờ mình sẽ rời Kiên Giang, mình đi qua Bạc Liêu. Đây. Dạ, quay đời sống chợ cô ơi. Đây. Bây giờ em trai đang chèo bằng tay nè. Đây. Nó hơi ngược nắng một tí nhưng mà cố gắng quay cảnh em trai chèo chèo xuồng nha. Đây chèo xuồng bằng tay nè. Để con gửi cho con đi, con đi chung với thôi đừng có trả, con đi chung, con còn quay cảnh nữa, con gửi cho cô. Đây em trai đang để đừng lấy để anh trả cho. Đây con có nhiêu tiền đâu, bữa nay ghé tham quan Ba Đình. Đây, dạ. Con ở Kiên Giang. Dạ, đang quay bạn Nam đang chèo xuồng bằng tay nè. Bây giờ mình sẽ đi qua Bạc Liêu nha. Đó. Hơi ngược nắng, có ngược nắng không ta? Đây nãy giờ chưa thấy nữa đó. Đây chào khán giả anh đi em. Đây, chào em nha. Rồi. Đó, bây giờ mình sẽ đi qua tới khu vực của Bạc Liêu nha. Đây. Nãy giờ trên xuồng nó hơi trông trên, hình ảnh không có được thẳng tắp nha, cô chú anh chị thông cảm giùm em.
Bây giờ em sẽ đi qua Bạc Liêu. Đó, đó chính là cái bản chợ Ba Đình đó cô chú anh chị. Đây. À. Đây, đây là chợ Ba Đình của Bạc Liêu nha. Vô chỗ nào cho dễ lên đó em. Cho nó dễ lên ha. Ừ, để cho nó dễ lên thì anh lên luôn, anh lên một tuôn luôn á, không có ngắt sụt. Ừ, cho cái bực nào đó cho nó dễ lên đi. Đây. Cô lên trước đi ha, cô lên sau. Dạ dạ. Dạ. Để cho Rồi rồi rồi, ok, cho cô lên trước đi. Dạ, con cảm ơn cô nhiều nha. Cô đi khỏe nha. Nhà cô là ở đây hay là ở bên Kiên Giang? À. Dạ, nè lấy đồ của anh trước đi. Đây. Lấy đồ của anh lên trước đi. Đây. Bây giờ mình sẽ lên trên, để đồ lên trên trước đi, một tay ấy. Được không? Được không? Anh sợ quá, thấy ơi hớn ngớ ngớ. Vậy hả? Rồi, ok. Rồi, cảm ơn em nhiều nha. Ok. Rồi, tí xíu anh em mình gặp nhau nha. Đây, bây giờ mình đã đi qua tới khu vực của Bạc Liêu rồi. Nãy giờ ghé tiệm. À, xin lỗi chị, cho em đậu đứng tí xíu nha chị. Dạ, dạ. Mình đi qua tới Bạc Liêu rồi. À, chết mồ rồi, anh quên đưa bánh cho em ăn. Tí nha. Rồi, bây giờ mình đi qua tới chợ Ba Đình. Mình phía bên đây là của Bạc Liêu nha. Đó. Đây. Đây là Bạc Liêu, chợ Ba Đình của Bạc Liêu. À. Dạ. Sao? Dạ em chào anh trước nha. Đây anh trai rất là dễ thương. Dạ đúng rồi. Đây cô đây. Chào cô nha. Cô bán giấy số hả? Dạ, đây. Dạ không có xé giấy số. Mời cô bánh, lấy bánh đi. Lấy một bánh qua cam đi. Ăn đi, mới mua bánh Ba Đình á, không ăn hả? Đây anh trai này cũng dễ thương lắm nè. Chợ này không có khách, đồ. Dạ. Vậy nè. Bữa nay chắc mưa. Dạ bữa nay chắc có đông khách rồi. Dạ. Rồi, vậy cảm ơn anh nhiều nha. Cảm ơn. Dạ, anh bán thịt heo đi lâu chưa? Lâu rồi, lâu rồi. Chắc mấy chục năm không ạ? À, mấy chục năm nay. À dạ. Bán thịt heo mà. Dạ, một ngày mình đó ha. Rồi. Dạ. Đây cô nữa nè. Dạ đúng rồi. Rồi thôi đi tham quan chợ tiếp. Đây, đây là chợ Ba Đình, ở phía bên đây là Bạc Liêu nha. À, Vĩnh Lộc A thuộc huyện Hồng Dân của tỉnh Bạc Liêu. Đây bà con mình đang bán thủy hải sản nè. Rất là đông luôn. À. Đây có bán cá tươi ở cá biển hả chị? Đây bán thủy hải sản nha. Em chào chị trước nha. Đây. Hiện tại mình đang có mặt tại Bạc Liêu nha. Đó, phía bên đây là Bạc Liêu rồi đó nha. Đây bà con Bạc Liêu bên đây vui lắm nè. Đây chị bán cá biển nha. Dạ. Em ở Kiên Giang chị. Dạ, em ở huyện Châu Thành. Ngay ngã ba tá cậu á chị. Dạ. Đây chị bán cá lóc đồng nè. Đây. Dạ. Wow. Dạ. Bán thị hải sản, cá chê. Đó. Phía bên đây cũng có mấy chị bán nè. À. À dạ, thôi cô lấy một bánh ăn với con cho vui. Vậy hả? Đây. Nè, anh gửi cho em đi để hơi quên. Em lấy ăn nha. Thích cái gì thì chọn cái đó. Anh cầm đi cũng mỏi tay à. Lấy một bọc luôn hả? Lấy một cái. Gì hả? Anh mời em. Rồi thôi, chạy đi, chạy đi. Rồi, cảm ơn em. Đây chị gái đây bán thủy sản đó nè. Chào chị. Dạ. Đây chị ăn cậu chả cá thác lát. Dạ. Đây chị bán này cá sặc hay gì chị? Hay cá gô? À, cá gô nha. À, gô đồng luôn đó. Đây. Chứ bên đây thì có tép nè. À, tép vuông. À. Mấy hôm nay thì thấy hẹ nước liên tục luôn. Đây, hẹ nước đây. Đây, mọi người rất là dễ thương. Con cua đó nè.
đó, phía bên đây là Ba Đình, khu Bạc Liêu. Đây có bán gà vịt nữa nè, phía bên đây có thị sản nữa nè, bán cá nữa nè. Đây có chị gái bán cá, em chào chị nha. Đang làm cá rô hả chị? Dạ. Đây chị bán rau má với bông súng nè. Dạ. Ồ vậy đó anh. À chiều là nước lên hả chị? Vậy là có hai thời điểm phải không anh? Sáng hừng sáng với chiều phải không? À chiều mới nước lên. Tại lần trước có nghe nói khu vực này bị ngập nữa. À dạ. À đây. Đây chị bán cá đồng nữa nè. À, ăn bánh đi lấy không? Lấy bánh không? Không ăn hả? Không ăn rồi. Đây lại gặp cô nữa nè. Đây có cá lóc nữa nè nghe. Phía bên đây thì có cá rô. Hôm nay vui lắm nha, đến chợ Ba Đình vui lắm nha. Đây cá có cua nữa nè. Đây có mọc thêm mấy cái quán cà phê ở phía mép sông nè, rất là vui luôn. Đây. Đây cũng có mấy chị bán cá sặc với cá rô, cá đồng, đồ đồng rất là nhiều luôn. Đây. Dạ em chào chị. Dạ. Quay YouTube mình cũng quay sao? Sao vậy? Quay cá rồi vậy đó hả? Chị quay nhân vật rồi phải quay nhân quay vật chứ. Ủa cái thao cho nó là cá gì vậy chị? Cá bóng dừa đó hả? Trời còn thao gì luôn đó hả? Rồi. Này chút xíu vô quay cá bóng dừa nha. Đây có cá gà, cá chê nè. Đây đồ đồng rất là nhiều luôn. Dạ, nãy anh kia anh nói buổi chiều ở đây ngập dữ lắm. Dạ. Thấy bó rau muống đồng nè. Đây, làm dưa rất là ngon nha. Đây, nãy chị nói có một cái thao cá bóng dừa. Đây đang ngon ngót ở trong nè. Đây, cho em quay cái nha chị. Dạ dạ dạ. Đây, đây là cá bóng dừa nha. Đặc điểm của nó nổi đầu gì luôn hả chị? À vậy đó hả? Em tưởng nó bơi bơi giống như mấy con cá ấy. À dạ. Đây chị gái nha. Rồi thôi cảm ơn chị nhiều nha. Dạ em chúc chị bán đắt. Đây. À, phía bên đây thì có mấy cái quán cà phê. Ở đây nè có mấy anh mấy chú đây ngồi phê nữa nè. Rồi bây giờ đi vô trong nha. Đây. Ủa, cá bì hả? Đây đồ tươi nha, bán đồ tươi rất là nhiều luôn, rau củ quả. Đây. Bên đây rất là nhiều. Đây có chị gái đây với anh trai đang bán trái cây nè. Chào chị. Quay, cái này là... quay cho bán đắt giống như đợt trước nha. Wow. Dạ đây chị gái bán trái cây nha. Đây rất là nhiều luôn. Đợt trước gặp chị vui lắm. Có mận nữa nè, cái thau to không luôn. Vui quá, hồi chị đang bán đắt quá trời rồi. Thôi vậy em đi tham quan chợ tiếp nha. Rồi chị bán đắt quá. Liên tục luôn. Đây có chị gái này cũng bán đồ tươi nữa nè. Em chào chị. Đây chị gái bán đồ tươi. Dạ. Em quay rồi mới mua đồ đó. Em không có về nhà nên không có di chuyển á, nên không có mua đồ tươi cho bên mình. Em quay cho chị bán đắt nha. Dạ đây đó, đây rau bồ ngót luôn nè, rau cải nữa nè, quá chừng luôn. Đây. Dạ rồi thôi chị cảm ơn chị nhiều nha. Bán ở đây lâu chưa chị? Lâu rồi. Dạ được nhiêu năm rồi? Mười mấy năm rồi. Vậy hả? Này con quan chợ Ba Đình này vui quá. Thì chị bánh với em đi ha, ăn một bánh đi. Cầm nặng quá. Quay gì nó bắt mua vậy. Trời ơi thiệt tình chứ.
Rồi vậy em đi nha. Dạ cảm ơn chị nhiều. Vậy hả? Nay tham quan chợ Ba Đình. Vậy hả? Trời có xấu đâu. Có duyên. Là chị bán, chị gái bán bún nha, bán đồ tươi. Dạ. Đây rất là dễ thương nè. Đang quay cho chị bán đắt nha. Đây đồ tươi nè. Rất là nhiều luôn. Wow. Mấy nay bán được không chị? Sao chị nói sao? Vậy hả? Bên đây thì bán đông được hơn, đông hơn. Bên kia mới thành lập mà. Với lại mấy bữa nay cũng mưa bão nữa. Dạ. Dạ. Chị gái nha. À dạ. Đây rồi thôi, gì cảm ơn chị nha. Dạ, em di chuyển tham quan chợ tiếp. Đi tham quan chợ tiếp của chú anh chị ơi. Đây. Đó. Đây có buôn bán đồ tươi tiếp tục nữa nè. Đây. Dễ thương, em chào chị nha, chị gái bán khô. Đây. À, ăn sáng hả chị? Dạ. Đây chị gái nha. À, bán khô. Cái này mình mở ra mình sao mình biết được mở. Dạ để chút xíu em bấm cho, đăng ký kênh trên điện thoại á. À không, trời nhớ luôn hả? Rồi cảm ơn chị nhiều nha. Em cái lột cái nón ra cho quay phim. Lột nón ra. Quay cái bà đó mà. Đây đây cái gì à? Trời ơi quay bà này cái bả dẹo. À vậy đó hả? Đây là người đẹp của Bạc Liêu nha, người đẹp Vĩnh Lộc A. Chào người đẹp nha. Trời ơi, là quay một cái là phải cho tiền. Thôi giờ cho đồ ăn đi được không? Cho gì vậy? Mời mời ăn đồ ăn. Mua bên, bên đó đó. Cảm ơn con. Dạ. Dạ. Rồi rồi, dạ, cảm, dạ, ơn rồi cảm ơn nha. Đây. Đây quay lại chủ đề chính nha. Hồi nãy chị có hỏi em, cảm ơn chị nhiều nha, chị còn nhớ kênh của em. Hiện tại thì em lập kênh mới rồi. Kênh của em là Miền Tây Sông Nước. Đây. À cô đi ra chợ nè. Đó. Đây cô này nha, cô chị bán này nha, rất là nhiều luôn. Có bà kia nữa nè. Mấy nay buôn bán được không chị? Dạ. À, dạ quay phim cô. Cô bán gì vậy? À xin lỗi bà chứ bà. À bà bán khóm hả? Dạ dạ. Dạ dạ. Rồi thôi em cảm ơn chị nhiều nha. Cảm ơn chị nhiều lắm luôn á, chị còn nhớ kênh của em nữa. Trời ơi biết bao lâu mà chị còn nhớ đúng cái tên luôn á, không sai một chữ luôn. Dạ, rồi em cảm ơn chị nhiều. Dạ dạ. À, đây. Cảm ơn chị nhiều lắm luôn á, vậy mà chị còn nhớ cái kênh cũ của mình. Đây. Chứ bên đây có anh trai này cũng vui tính lắm nè. Em chào anh. Rồi. Cho em quay trái cây cái nha. Rồi, tự nhiên luôn. Đây. Đây, cho em gửi đồ đây cái đi. Ông anh này không bán trái cây. Thì em có nhãn nè. Đó. Có nho nè. Rất là nhiều luôn. Táo nữa. Xoài. Rồi có chôm chôm. Đây. Xoài đẹp quá. Đây. À, xoài đẹp lắm nha. Wow. Mọi người ở đây ai cũng dễ thương hết trơn á. Đây. Ủa anh đi đâu mất tiêu vậy? Sao kỳ vậy? Đợt trước mấy anh em nói chuyện vui lắm mà. À dạ. Dạ dạ. À sao anh? À vậy đó hả? Dạ em chào anh nha. Dạ. À dạ. Đây. Anh trai rất là dễ thương nè, nãy nói gặp mình rồi. À anh Sáu Tâm. À dạ dạ nhớ rồi, đây anh Sáu Tâm nha. Dạ em anh thông cảm nha, em không có làm bên mảng thiện nguyện á. Dạ không anh ơi, em không cho hả? Dạ em làm bên
cá nhân không à, không có làm mãn thiện nguyện, anh thông cảm giùm em nha. Không cho tiền à. Dạ anh ăn bánh đâu em, mời anh ăn bánh nha. Rồi đây anh Sáu nè. Ủa anh Sáu chị chợ bán luôn hả? Dạ đây bán mấy cái mặt hàng á, trái cô chú gì đó luôn. Dạ đây anh Sáu, hôm bữa ai có clip em ở Vĩnh Thuận đó nha, là sẽ gặp lại anh Sáu đó nha. Đi làm con hả? Đây anh Sáu này nha, bán khô nghe. Đây anh Sáu chị chợ bán tới đây luôn đó. Rồi chúc anh Sáu bán đắt nha. Rồi chúc em vui vẻ. Dạ đây có bà để bán rau nữa nè. Em chào bà. Bán rau nữa hả? Bán bánh không? Con mời bà ăn bánh nha. Con có mua bánh nữa kìa. Dạ đây con lấy bánh, con mời bà nha. Đây mình có mua bánh hồi nãy, đây mình mời bà ăn bánh nha. Đây bà dễ thương lắm. Đây con mời bà nè, bà ăn bánh với con nha, bà lấy cái nào cũng được. Bà lấy 3 món đi, con mời bà đó. Bà ăn bánh cam nha. Này con mời bà ăn bánh cam. Bà ăn bánh cam đi nha. Dạ con mời bà nha. Dạ, bà bán rau. Cảm ơn nha. Dạ đây bà bán chuối với rau nè, rất là nhiều nè. Bà bán ở đây lâu chưa? Bán rau lắm rồi. Dạ đây hả? 30 năm nay. Dạ 3 năm nay, xin lỗi bà bao nhiêu tuổi rồi bà? Mà 75 tuổi. Bà 75 tuổi rồi đó hả? Dạ bà dễ thương quá. Bữa nay bà gặp được bà, con chúc bà sức khỏe nha. Dạ lúc nào cũng có nhiều niềm vui trong cuộc sống nữa. Dạ nay con vui lắm, con đi tham quan được chợ Ba Đình nè, gặp lại anh Sáu nữa. Này anh Sáu nè, anh Sáu ăn bánh với em nha. Anh mới ăn bánh rồi. Dạ tính rồi. Ăn với em đi làm kỷ niệm thôi cũng được. Mới ăn bánh quá trời no. Vậy đó hả? Dạ rồi, vậy cảm ơn anh Sáu nha. Rồi cảm ơn bà nha. Dạ anh đi trước đi anh. Rồi đây gặp lại những chị, những cô rất là dễ thương nè. Rồi. Em chào chị nha. Dạ đây chị gái đậu bánh tiến rất là khéo nè. Dạ lập kênh mới rồi chị, nên em quay kênh mới nha. Đây đó, đây chị đang đổ bánh tay yến. Rất là dễ thương. Dạ kênh của em là miền Tây sông nước chị. Dạ đây chị đổ bánh rất là khéo nha, rất là đẹp luôn, mà lại vừa chín tới luôn nha. Dạ, bánh được quay phim luôn, bánh vừa chín tới luôn nha. Bánh tay yến đây. Bánh tay yến này bán bao nhiêu một cái vậy chị? Cá 2.500 hả? Lấy 4 cái đi người đẹp ơi. Dạ có bánh tiêu nữa nè, nó nghe nè, đẹp đẹp lắm luôn á nha, đổ khéo lắm luôn á. Dạ à, sáng giờ mình mua cái gì ta, có sữa đậu nành không biết nữa, hình như có sữa đậu nành nữa. Dạ có xôi nữa nè. Dạ thôi mình lấy bánh tay yến đi, thấy chị bán bánh tay yến ngon quá. Cái này bán được không chị? Cũng lai gai em. Lai gai nha. Không mưa cũng đỡ. Dạ. Chị lấy bánh nóng cho em. Dạ, cái nào cũng được. Đó, bỏ vô đó đi rồi em đi tới đâu em thấy vui vui cái khô duyên cái em tặng luôn. Dạ. Dạ. Em gái nha. Bán với số ăn bánh không? Anh mời. Kìa cái đó có chè nữa kìa. Ăn không anh mời. Nè ăn chè đi kìa, lấy đi. Đây em gửi tiền cho chị nha. Ra bánh nè. Đây cho gửi tiền nè. Rồi cảm ơn người đẹp nha. Thôi sắp đi luôn. Đó, đi đây là tặng cho mọi người. Rồi em đi nha chị. Rồi chúc chị bán đắt nha. Đó. Bây giờ mình sẽ đi dọc thứ ngày tiếp tục. Dạ không chị. Đó. Bên đây cũng có mấy chị với mấy cô quá à. Buôn bán ở đây nha. Từ đây mình đi về ngang dừa vẫn được luôn nghe cô chú anh chị. Hướng xuống dưới đó thì mình cũng về được hướng về Phó Sinh cũng được luôn. Đây, có mấy anh em buổi sáng cà phê đây. Buôn phê buổi sáng đây.
đây có mấy tiệm tạp hóa nè, buôn bán ở đây nè. Con chào cô. Dạ. Có buôn bán quán cà phê đây nè. Chào cô nghe. Dạ. Mấy nay bán được không cô? Dạ, có quán nước nghe, sống qua ngày. Đây cô này ở đâu vợ quay nữa vậy? Dạ con ở Kiên Giang, tuần trước con quay cô một lần rồi đó. Dạ. Con là nhật ký 68, lần trước con quay cô hết lần. Bây giờ con lập kênh mới, con quay thêm lần nữa. Chào cô nha. Con bánh với con nha, con mời cô ăn bánh làm kỷ niệm. Cô lấy bánh đi. Thôi ăn đi. Vậy hả? Rồi, dạ. Bánh ta bánh gì? Bánh con mua bên Ba Đình á. Mua bên chợ Bản hả? Thì mua bên chợ Bản á, này cô cứ lấy đi, một món nào đó cô lấy đi. Con mời cô. Bánh Tây Yến con mua ở đây, bên cái xôi đồ này nọ đó. Rồi, con ăn chè đúng không? Không. Ăn món khác cho phải lựa mới được à. Rồi, muốn lựa gì đó lựa. Thôi lấy này đi. Rồi bánh Tây Yến bớt nha. Đi, nhiều quá vậy. Lấy đi, lấy cho một lần một đủ làm kỷ niệm mà. Dạ. Đây cô có quán nước nha, rất là dễ thương. Dạ. Đây có mấy cô đang uống nước nè. Giờ này chắc tan hả cô? Tan mới hả? Thôi thì nãy phải đâu. Tại vì lại lúc con tính quay là mưa. Mưa quá trời. À dạ. Đây mọi người, nãy giờ lúc bên đây thì tan chợ rồi. Nãy mưa á. Thì có mấy anh em uống cà phê buổi sáng á nè. Đây, có chị gái. Chị bán đồ ăn sáng quá. Rồi, bây giờ dạ, cô chào ha. Ba cô nha. Tại nãy thấy ba cô đang nói chuyện, con không có muốn lại quay hình. Đây ba cô đang uống cà phê buổi sáng nè. Dạ cỡ 1-2 ngày có rồi cô. Bắt mình điện thoại á hả? Dạ bắt lên điện thoại có luôn, tivi cũng có luôn. Cô ăn bánh đâu, con mời ba cô ăn bánh nè. Con mới mua bên Ba Đình nè, cứ lấy đi. Ăn rồi hả? À? Vậy hả? À? Rồi vậy con cảm ơn ba cô nhiều nha. À dạ đúng rồi, con cảm ơn cô nhiều, quay đây nè. Đây cũng có nhiều người nhớ con lắm. Dạ, 68. Dạ. Quay phim đời sống chợ. Quay. Dạ quay đây. Trời ơi, quá chứ mắt mình nó quay. Trời ơi. Đợi đi. Bộ mà đẹp mới lên này. Hay nè, câu này hay nè, bộ đẹp mới lên hả? Đâu phải nhất thiết đâu. Chủ yếu là niềm vui. Ghi hình như vậy nhiều khi người thân mình ở xa xứ á, nhìn thấy mình trên hình ảnh gì cũng đỡ nhớ. Dạ đúng rồi. Dạ rồi, con cảm ơn ba cô nhiều nghe. Dạ. 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 Đẹp quay đi xuống quá, chứ quay gì. Chủ yếu có duyên với vui thôi. Dạ. 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 Rồi cảm ơn cô nhiều nha. Dạ. Quay hoài à. Này chợ này độc lạ, ba tỉnh gà gáy kêu ba tỉnh nghe. Ba Đình. Ba Đình, dạ đúng rồi. Rồi bây giờ mình cảm ơn cô luôn nha. Rồi con đi tham quan chợ tiếp cô ơi. Đó, ở đây thì có hai dãy bên đường thì bán tạp hóa nè. Giày dép rất là nhiều nha. Đây anh trai. À, chú chứ. Chú hướng nào mình đi về ngang dừa được chú? À chạy ra ha, hướng tay trái ha. Dạ. Dạ con quay phim đời sống chợ cô ơi. Dạ. Đó đây anh. Đó, ở đây có một tiệm tạp hóa nữa nè. Dạ. Đây có tiệm tạp hóa nghe. Đây cô đây bán tạp hóa nè. Con chào cô nha. Đây là tiệm tạp hóa của gia đình. Đây bán rất là nhiều đồ luôn nè. Quần áo có luôn nè. Đồ tiêu dùng nè. Đó, rất là nhiều luôn. Nước ngọt, cái gì cũng có bán hết. Wow. Ô cô đi rồi. Thôi vậy chị. Này, đi chợ với con trai à? À ăn bánh không chú, cho con bánh nè. Chú mới mua bên Ba Đình á. Con bánh không? Chờ đợi cái nón như cưng rồi. Rồi, vậy chị đi chợ nha. Cảm ơn chị nhiều. Thôi vậy con đi tham quan chợ tiếp nha cô. Dạ tự nhiên đang lại ghé đây cô bán, cô bắt bán rồi. Dạ đây cô đang bán đồ lu bu rồi.
Đó, đây đi xuống tiếp tục nha. Ở trong đây thì nó hơi tối một tí nên cô chú anh chị thông cảm giùm em tí xíu nha. Nên chất lượng nó hơi kém một tí. Nó không có đủ sáng á. Dạ em chào anh. Từ trước hai anh em mình gặp nhau đây đúng không? À dạ. Đây anh chủ quán cà phê nha. Cứ ngồi đó đi thôi em qua. Đây cũng có bán đồ ăn sáng nữa nè. Chào chị nha. Chị bán đồ ăn sáng hả? Dạ. Vậy đó. Thôi vậy để em quay cho chị bán đắt nha. Con bánh chị ơi, em mời chị ăn bánh nè, em mới mua bên Ba Đình. Chị lấy món này ăn với em đi, cầm nặng tay quá. À không, chị quan đâu. Dạ, yeah. Rồi. Chị bán đồ lòng hả? Bán cháo lòng hả? Cháo lòng, rồi hủ tiếu, bún cơm. Dạ, đây chị chủ nè nha. Bún riêu. Ôi nãy giờ quên nó mang giày vô rồi. Ê, không sao, về nhà chị bán mà sáng. À dạ, dạ. Đây bán cháo lòng hả chị? Cháo lòng, với hủ tiếu, bún riêu. Dạ, bún riêu. Đây có đến chợ Ba Đình thì bên Bạc Liêu ủng hộ cho chị nha. Đây, cảm ơn chị nhiều nha. Mấy nay bán được không chị? Bán cũng mưa đó cưng bán ế chứ mỗi bữa cũng đỡ đỡ. Giờ mấy nay bán lai gai thôi. Lai gai thôi. À dạ, nó không có đông như thường ngày. Không có đông tại vì không gài 3 4 cái là 2 3 tuần này là nó bị bão á. Dạ. Bán nó ế. Tính ra chị bán đây cũng dễ nữa, có cái quầy nước đây nè. À, có khách nữa cũng cà phê bên đây. À, bún cháo hủ tiếu nó ăn nha. Dạ. Rồi thôi dì cảm ơn dì nhiều nha. Rồi, dạ, chị thứ mấy vậy? Thứ 2. Dạ rồi, cảm ơn dì 2 nhiều nha. Dạ. Đây chị 2. Ăn bún nha. Đó. Đây thì lúc mình đến giờ này thì chợ bên đây tan rồi. Mấy anh em uống cà phê cũng cần rồi tan rồi. Đây chào mấy anh em nha, em chào anh nha. Đây, đây ngồi nói chuyện với anh em tí xíu ơi, nãy giờ đi mỏi giò quá. Dạ dạ. Dạ. Này ăn bánh nè anh. Để đi. Quay nặng mà hỗ trợ cho mấy cái. Dạ. Em ở Kiên Giang. Dạ, đây anh trai này nha. Mấy anh em đi, anh cháu đi, mấy anh em nghe chắc là làm vuông hả? Làm vuông tôm không anh ơi? À dạ, ở đây thì nổi tiếng là vuông tôm mà. Giá tôm chú... chết ở trên. Chết quá. Chú đây cũng kéo về lấy ăn đi chú, mời chú đó. Mới mua bên Ba Đình đó. 12-15 không, có 120 à. À sao anh? Tôm ăn hả? Tôm á. À tôm á, giá hả? À dạ dạ. Đây thì nổi tiếng... đây nổi tiếng thì có tôm. Đây mấy anh em dễ thương nha, sáng một phê đây chuẩn bị đi thăm đồng nè. Đó. Đây là quang cảnh chợ Ba Đình nha, mà mình mới phát hiện có cái bảng chợ Ba Đình nè, sáng giờ mình chưa có quay. Đây, đó. Đây chính là bảng của chợ nè. Đó. Vậy đó hả? À bên đây mới hơn hả? Đây là bản cũ nha. À, có mấy em nó nói đây bản mới nè. Đây chợ Ba Đình bản mới nha. À. Đây. Bà con ở đây ở dưới quê thì vui vẻ lắm. Bình dân, lúc nào cũng hiền hòa hết. Và lúc nào cũng gần gũi với nhau hết, không có gì hết. Ăn sáng uống cà phê bắt đầu mình đi thăm đồng với nhau. Đây. Không chú không có mua giấy số mà chú mời bánh đó, thích ăn bánh thì cứ lấy ăn. Chú không có mua giấy số. Đây anh trai này nãy giờ ông nhiệt tình với tôi lắm, cảm ơn anh nhiều nha. Dạ nhà anh gần đây không? Ở bên sông á. Ủa anh bên Kiên Giang hả? Dạ qua đây uống phê ha. Dạ. Trời ơi, chưa vợ nữa hả? Thôi nghe đừng có nói gì cái tội lắm mà cái nói cái hỏi ra cái có vợ cái rồi chết em luôn rồi, nói có con em làm mai mà cuối cùng ổng có vợ rồi. Rồi vậy đó hả? Con ở Kiên Giang không, tôi gặp vợ bên Kiến Bảo. À dạ. Dòng họ buộc ở bên Kiên Giang Vĩnh Thuận á. À dạ. Đâu em ở ngã ba đó cậu. Dạ Vĩnh Thuận thì em quay rồi. Vĩnh Thuận nay gặp ông anh này bán khô nè, anh Sáu nè, anh ở Vĩnh Thuận đó nè. Đây có mấy bạn bán với số nè, nay cũng gặp mình. Im lắm à. Dạ rồi, cái này cả ba lâu mới lên. Dạ có một hai ngày nữa có. Dạ nó chưa
kỷ niệm với Vĩnh Thuận thì nhiều lắm. Lúc trước em có làm việc ở dưới Vĩnh Thuận á, sau này em nghĩ em mới qua làm bên này. Đã bấm bên miền Tây sông nước. Dạ. Kiên Giang em. Dạ. Miền Tây sông nước bên Kiên Giang đó, tỉnh Kiên Giang. Đâu anh bấm miền Tây sông nước rồi anh bấm Thí Liễu đi cũng được đó. Tại vì em có tham quan chợ Thí Liễu rồi, dễ kiếm hơn. Đây. Chú được chú nhà chú là ở bên cánh bên kia luôn hả? Ở gần nhà thờ bà á. Ủa sao nãy chú nói chú ở Kiên Giang? Kiên Giang là quê nội quê ngoại đó. À vậy đó hả? Sang đất ở đây rồi về đây sống bên đây luôn rồi. Dạ. Hả? Hỏi là nhà bà chết giống. Bà chết cái dẻo rồi. Chết lâu rồi. Biết con bé hay lắm. Rồi vậy con cảm ơn cảm ơn anh với chú nhiều nha. Thôi vậy cảm ơn anh với chú nhiều. Rồi vậy thì tham quan chợ tiếp nha. Dạ, đây cảm ơn người anh cái. Nãy em chưa nói chuyện được với anh nữa. Rồi chúc anh bán đắt nha. Có nhiều sức khỏe với có nhiều niềm vui cho cuộc sống nha. Hả? Vậy đó hả? Ăn bánh đâu ai mà ăn bánh nha, làm kỷ niệm với em. Con bé này nó bị hoàn cảnh gì mà nó khóc khóc nè. Rồi. Thôi em đi à. Dạ con đi chú ơi. Dạ. Đừng mua chi nhiều dữ vậy. Thì mua mời đó. Để chú ăn đi. Dạ rồi hả? Dạ. Mình nên là từ miền Tây nha cô chú anh chị. Mình nên tức là một mình đó. Đi ra tham quan chợ tiếp nữa nè. Đi anh Sáu ơi. Dạ. Dạ dạ. Đây có cô đây bán khóm. Chào cô nha. Dạ. Bán khóm, bán chuối với bán con súng, rau cải nè. Có lục bình nữa nè. Dạ miền Tây sông nước. Dạ đổi ngược lại. Dạ. 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 Em lên clip Vĩnh Thuận rồi đó nha. Dạ. Đây. Dạ, đây có chuối nữa nè. Dạ đừng không có coi, bên sáng nay chưa có coi nữa, mới úp qua kia vậy đó. Mấy nay đi không à. Đây có bán chuối nữa nha, nãy giờ nói chuyện gian dở quá chưa có tập trung quay được. Đây cô đây có bán chuối nha, bán khóm nữa nè, chắc khóm này khóm của Ba Đình luôn ha cô. À dạ. Đây cô đang gọt cái gì ra bông lục bình. Dạ rồi vậy cảm ơn cô nhiều nha. Dạ dạ chúc cô sức khỏe với bán đắt nha. Dạ đó. Đây rồi em cảm ơn chị gái nhiều nha. Hả? Chuyện á, con biết thằng Duyên chơi hơi gần mà có mấy mớ chơi nó hơi gần. Đi hả? Đi Cà Mau hả? Đây nha, đây. Rồi, giờ đi di chuyển tiếp theo nha. Đây mọi người ăn sáng, uống cà phê, đậu xe đây nè. Cũng được nữa nè. Đó, đậu xe đây xong rồi vô ăn sáng, cà phê. Một ngôi chợ rất là bình yên, rất là dễ thương. Bà con rất là hiền hòa luôn. Đây gặp anh trai... chợ Đức Đá. Chào anh nha. Chào anh. Con bánh nè. Bỏ vô kẹp vô xe đi. Lấy ăn không? Ừ. Dạ. Ăn đều bộ đá hả? Dạ. No hả? Dạ. Rồi, vậy cảm ơn nha. Hả? Bây giờ tiếp tục mình di chuyển xuống khu vực ở đây nè. Ở đây thì có hai cái chỗ dựa, không biết chỗ hay hai chỗ em cũng không nhớ. Dựa tôm rất là nhiều luôn. Đây. Đó, có mấy anh em dựa tôm buôn bán ở đây. À, đây anh chủ đây nè. Anh nghe điện thoại xong rồi. Để em chào anh chủ nha. Đây anh chủ bán tôm càng, đây là dựa tôm gì anh? Đây dựa tôm của anh là dựa gì? Không có tên. À anh tên gì? Thứ mấy anh thứ mấy? À anh Út hả? Anh mắc cỡ anh gùng. Đây anh Út nha, dựa tôm của anh Út nha, ngay tại chợ Hòa Đình. Anh Út cho em quay tôm xíu nha anh Út. Kéo lên cho em quay cái anh Út. Đây có tôm càng nha. Anh Út đang xúc tôm càng lên cho mình quay nè, đó. À, đặc sản của
Ba Đình nha, nuôi tôm rất là nhiều đó, tôm bự bự luôn này có chú anh chị. Wow. Đây một hình ảnh rất là khó kiếm nha, ngay tay dựa nha. Được anh Nút ảnh dễ thương ảnh xúc lên cho mình xem. Đây, anh Nút bán thủy hải sản ở đây. Rồi. Đây anh Nút cắt cái gỗ đi rồi cảm ơn anh Nút Tiến. Nút bán tôm nhiều quá nhưng mà xúc lên mới thấy được. Rồi thôi vậy em cảm ơn anh Nút nhiều nha. Thấy chứ ảnh bận lắm, ngồi điện thoại rồi sổ sách liên tục hết trơn á, làm chủ mà phải liên tục hết trơn. Rồi em chúc anh Nút bán đắt nha. Dạ có nhiều sức khỏe nữa. Đây có nhiều dựa tôm lắm nha, có nhiều phi tôm lắm nè. À, tôm càng không à, tôm càng không á Nút, có tôm thẻ rồi không, xuống rồi có không anh Nút? Dạ. Đâu xuống đâu anh? À dạ, đâu xuống cho em coi ở trước ha. À, dạ. Thấy anh bận quá rồi nên không có làm phiền anh được. À xuống oxy luôn anh. À, ai có đến Ba Đình thì ủng hộ cho anh Út nha. Anh có sỉ lẻ luôn anh Út, gà hướng sáng rồi nè Út. Đó. À dạ. Ơi. Anh Út có sỉ lẻ luôn nha. Ai đến anh em nào muốn mua tôm sỉ lẻ đó để bán thì ghé anh Út nha. Ngay tại chợ Ba Đình. Đó, xuống quá trời to luôn. Đang dãy bạc bạc luôn nè. Ê, thấy không? Trời, anh Út nhiệt tình với mình quá. Rồi vậy cảm ơn anh Út nhiều nha. Có cá không? Đây cá, quay cá luôn. Đâu cá đâu anh Út? Đeo bắt cá giùm em đi anh trai. Dạ dạ. Ô biết luôn hả? Đây anh. À đâu? À cá bóng dừa. Bóng dừa ha. Bóng cát. À bóng cát hả? Hôm nay mới biết đó nha, tại vì em biết chứ bóng tượng với bóng dừa thôi. Dừa bên đây nè. À, bóng dừa bên đây ha. Đây có mấy anh em làm chỗ anh Út nè. Đó, quay cho mình xem nha. Đó. Xíu gần chút xíu nha. Đây. Đây. Quá là dãy luôn. Đây. À, đó là gì ạ? À? Đó là tôm hay gì? À, bóng tượng. Đó, bóng tượng. Này không phải dễ thấy đâu nghe cô chú anh chị. Này buôn bán lu bu lắm mấy anh em nhiệt tình mới cho mình quay đó. Đây. Rồi, nè, lấy bánh ăn đi anh. Mình mời mấy anh em rồi. Mới cơm rồi hả? Dạ. Rồi cảm ơn anh nhiều nha. Dạ. Mấy anh em này nhiệt tình quá, vui quá. Rồi cảm ơn mấy anh em nhiều nha. Dạ. Này có mấy chị. Trời ơi, lặt gao thôi có làm gì đâu. Dạ. 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 Đó, đây rồi. Dạ dạ, rồi thôi cảm ơn mấy chị nhiều nha. Cảm ơn nha anh trai. Đây mấy anh em vui quá. Đó, đi vào đây thêm một dãy để bán đồ ăn sáng nữa. Bán trái cây nè. À, mọi người đi chợ ở đây cũng còn đi chợ lấy gai. Dạ con chào cô. Dạ con không có bán gì. Dạ. Có quay đây nè chứ hồi nè. Con mã ở đâu cũng có quay chứ. Vậy đó. Mã này chưa có quay có nên anh quay đó. Dạ rồi cảm ơn. Dạ đó. Quay đây. Dạ. Đây. Mua đi chợ về xong luôn á chị. Dạ em đi sang về. Dạ. Dạ. Đi đò về hay là đi với ai? Dạ em đi xe ôm á. À, đi xe ôm á. À không có biết chạy xe rồi đi xe ôm. Vậy đó hả? Dạ. Bỏ mặt bánh bò vô trong cái mặt nó nè. Vừa ngọt vừa béo. Dạ, cái đó đó. Dạ. Đây. Bà nói trả cho bà 20 ngàn ha, muốn chứ vừa cho bà 20 ngàn là vừa nè. Đây cô để bán bánh với bán bánh bò. Dạ bánh bò với dưa hấu. Ồ đang phơi trên muối hả chị? Ồ, hôm bữa em có gặp chị đây nè, chị thật quá. Dạ.
Dạ, dạ máy quay nhỏ. Sáng giờ mua quá trời luôn nè. Trời ơi, cậu mua này ăn thử thôi, đậm đặc luôn. Sáng con mua bánh bò rồi à. Bò đó ăn không có mà bánh bò này. Dạ. Ăn không, em mua cho anh Bọc. À, dạ được rồi, để mua rồi, cảm ơn chị. Trời. Rồi rồi, thôi được rồi, để em lấy đi. Thôi giờ chị nè, em mua một bánh bò đúng không? Chị lấy món quà ăn lại chị em mình trao đổi cho nó là cái gì cũng được. Em mua bánh bò định nè. Anh mua lên xe ăn hả? Đi tặng á. Thôi em không mang đâu, anh mua để tặng người khác cho này. Tặng cái nào cũng được. Nè, tặng đây, tặng đây, tặng đây, tặng đây, lấy đi, lấy đi. Rồi lấy đi, lấy đi. Vậy đi ha, lấy bò vô đây đi. Rồi, tặng lại. Rồi, tặng lại nha, rồi. Đây. Đây. Rồi, cảm ơn chị nhiều nha. Tôi mấy người không tốt đó. Dạ. Bác cực khổ. Nè, chị lấy đi, chị lấy một món quà cho cháu nó ăn đi. Dạ. Lấy ăn đi, lấy ăn đi. Đó, quà cho tao cho, về lấy đi. Dạ. Dạ. Nè, chú cho con nè. Lấy. Đó, chú cho. Nè, chú cho con đó. Nè, chú con nè. Con lấy xôi nha. Nè, lấy bánh tiêu đi. Nè, bánh tiêu nha. Nè, chú cho con bánh tiêu nè. Cảm ơn. Không có đâu, con nít mà, kệ nó đi. Nó vô tư lắm, không có sao đâu. Rồi, rồi đóng bò nó bao nhiêu tiền em gửi tiền luôn. Rồi, em này tặng rồi. Ủa, đâu có, em trả tiền chứ sao kỳ vậy. Thôi, em trả rồi. Trời ơi, trời. Trời ơi. Trời ơi, em về nha. Rồi, rồi, vậy chào chị nha. Dạ, dạ, để chị gái. Chúc anh thành công may mắn nha. Dạ, dạ. Làm ăn tốt đẹp. Dạ, rồi, dạ. Rồi, anh ba. Chú ba, bánh chú ba. Dạ. Dạ. Rồi thôi vậy chào cả nhà nghe. Chúc cả nhà sức khỏe nha. Dạ. Đi qua qua đây quay tí tôm càng nữa. Dạ dạ chị về. Dạ. Dạ dạ rồi cảm ơn chị. Bấm vô miền Tây sông nước nghe chị. Dạ. Dạ dạ. Dạ. Sao anh? À, cái này em làm cá nhân, em không có nhận tiền, không có làm bên mảng thiện nguyện á, nên không có nhận giúp đỡ bà con. Dạ, nên là mọi người thông cảm giùm em nha. Điện thoại 11 dân bảo của sập nhà kia không xuống quay. Dạ. Em à sập kia lắm. Thôi đừng có mong cái gì, đừng xin số điện thoại của em, xin số điện thoại làm chi. Rồi rồi gì đi ha. Rồi cả nhà mình chào em cái đây cho nó vui nè. Rồi chào cả nhà nha. Đây bà con ở đây ai cũng vui hết. Nhiệt tình quá. Vui vẻ nữa. Đây. Qua đây mọi người cũng có buôn bán đồ rất là nhiều nè. À, mọi người buôn bán ăn bánh nè, cái bánh em, ăn bánh à. Dạ. Ở đây có bán tôm, thủy hải sản nữa nghe. Dạ. Bên đây cũng có bán tôm như càng với bó cá nữa nghe cô chú anh chị. Đây, nãy giờ em quên cập nhật cho cô chú anh chị biết nữa. Hướng này nè cô chú anh chị, mình đi thẳng hướng này nè, mình sẽ đi về Gò Quao nha. Đó. Đi về Vĩnh Ti cũng được nè. À, hướng này mình về ngang dừa được luôn phải không anh trai? Hướng này hử? Dạ dạ, hướng này về ngang dừa nữa nè. Còn hướng ngược lại đây nha, cô chú anh chị sẽ đi về Phó Sinh, đi về Vĩnh Thuận nè. Đó, mình đi về Bạc Liêu cũng được luôn. Ô, phải. Đi về Canh Đền. Xin lỗi, gọi quá. Chào chị. Đây. Ở đây có bán dừa. Dạ chào chị. Hồi trước có một chị ở đây em có gặp đây, có quay cá đây nữa nè. Em không nhớ. À dạ. Dạ. Em không nhớ chị. Chị. Dạ. Nay bán buôn được hả chị? Dạ, đây có dừa của chị gái nha. Chắc anh xã chị quá. Dạ anh xã chị ha. Đây anh chị có bán thủy hải sản nha. Đây có cái bóng dừa nữa nè. Thôi em đi luôn anh ơi. Rồi cảm ơn. Đi về hả chị?
À dạ ăn bánh nè, mời chị ăn bánh nha. Nè, lấy bánh ăn đi. Dạ, có em mua tặng đó. Dạ em mua bên Ba Đình nè, bên chợ bên kia đó. Mới tham quan bên kia sao? Dạ, thôi chị em về nha. Rồi rồi, em cảm ơn chị nhiều. Ồ đây có phơi chín muối nè của chú anh chị. Thơm quá. Đây một xề luôn nha, chanh muối. Thôi bây giờ thôi gì em đi nha, là chị buôn bán nữa, tính quay cá rồi, chị lô bu quá. Dạ đây mọi người đi chợ gần tan hết rồi đây. Thôi mình di chuyển ra phía ngoài nha, rồi mình kết thúc clip nha. Rồi thì bên đây thì em xin kết thúc clip nha cô chú anh chị. Cuối clip thì em xin gửi lời cảm ơn đến tất cả các cô chú anh chị và các bạn đã đón xem kênh của em trong suốt thời gian vừa qua. Cảm ơn mọi người rất là nhiều nha. Và cô chú anh chị ơi, cô chú anh chị có thương em á thì hãy nhớ nhấn nút đăng ký kênh cũng như là like, chia sẻ, bình luận để giúp cho kênh của em ngày càng phát triển hơn nhé. Cảm ơn cô chú anh chị rất là nhiều. Xin chào cô chú anh chị. Xin chào.